Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.com. Sau đây là bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết. Tập 20. Chương 191, Dạ Đàm. Tỷ tỷ, đệ nghĩ đệ không cần phải suy nghĩ lại. Hắn dừng một chút, chỉnh sắc mặt lại rồi tiếp. Tỷ tỷ nếu không còn việc gì, vậy đệ xin cáo từ. Nhìn hắn rời đi, trên mặt Kim Vận phu nhân có nét thất vọng, còn có một chút tâm tình phức tạp khó hiểu. Lưu Phong nói không sai, nàng muốn giữ Lưu Phong, muốn khống chế hắn. Nhưng chính là vì nàng rất thích hắn, bất kể là về tinh thần hay thể xác, Lưu Phong hắn đều làm cho nàng thỏa mãn, cho nên nàng muốn giữ chặt hắn trong tay. Nàng vẫn tin rằng bằng vào tiền của mình, ắt có thể hạ gục được mọi nam nhân trong thiên hạ, rồi đây hắn chắc chắn sẽ đáp ứng mình. Ai biết được kết quả lại là như thế này. Hoang đường, ngươi nghĩ rằng đây là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Bá tước đại nhân còn chưa hề để cho ngươi đi. Hai thị nữ đeo đơn đao chặn Lưu Phong tại cửa. Lưu Phong không tức giận, chỉ nhíu mày quay đầu lại nhìn về phía Kim Vận phu nhân. Kim Vận phu nhân khẽ thở dài, thân mình thoáng rung động, bất quá thần sắc liền khôi phục lại vẻ tự nhiên, ánh mắt như đao sắc hướng về thị nữ nói, không được vô lễ với đệ đệ ta. Dưới thần quang bén nhọn của chủ nhân, thị nữ giật mình vội vàng thu liễm ý tứ, hướng Lưu Phong cúi đầu xin lỗi, công tử, xin lỗi. Lưu Phong lạnh nhạt cười không nói gì, với thân phận của hắn còn chưa đến lượt mấy bọn thị nữ này với tới. Kim Vận phu nhân đứng dậy, hướng phía Lưu Phong dịu dàng cười, bất chợt hỏi, đệ đệ, có đúng là ngươi sắp thành thân? Lưu Phong hơi gật đầu, đúng vậy, tỷ tỷ người cũng biết việc này sao? Đương nhiên. Kim Vận phu nhân phong tình vạn trạng cười cười, chỉ cần là tin tức từ trong cung truyền ra, ta như thế nào lại không biết. Lưu Phong hơi kinh hãi, mặc dù lão bà này nói hơi quá nhưng lại ngầm ám chỉ với Lưu Phong, thế lực của nàng thì ngay cả chuyện trong triều đình cũng không qua thoát khỏi tầm mắt mình. Khi đó nhất định phải mời tỷ tỷ đến uống rượu mừng. Lưu Phong thần sắc tự nhiên nói, tỷ tỷ nhất định cho ngươi một phần đại lễ. Đang nói chuyện, Kim Vận phu nhân đã đi đến trước mặt Lưu Phong, bộ ngực phong tình cao vút thiếu một chút là chạm vào người hắn. Đến đây nói chuyện của chúng ta, ngươi thật sự không động tâm một chút nào sao? Kim Vận phu nhân áp sát Lưu Phong, cái miệng cơ hồ cắn tới lỗ tai hắn. Lưu Phong bình thản cười, tỷ tỷ, giả sử nếu phải trả lời ngàn lần, câu trả lời của đệ vẫn là không thay đổi. Kim Vận phu nhân sắc mặt hơi đổi, thở dài một tiếng, buồn bã nói, đệ đệ, chúng ta còn có thể giống như trước không? Chúng ta còn có thể trở thành bằng hữu chân chính được không? Lưu Phong thoáng trầm ngâm, rồi cười nói, đương nhiên, chỉ cần người nguyện ý chúng ta có thể trở thành bằng hữu tốt. Hắn vừa nói cười vừa xoay người rời đi. Đệ đệ, ngày mai trở về kinh thành ta nhất định sẽ sắp xếp hết thảy mọi việc, tỷ tỷ kỳ vọng ngươi có thể nhanh chóng phát triển tại kinh thành. Nhìn bóng lưng Lưu Phong rời xa, Kim Vận phu nhân lớn tiếng nói với theo. Chờ Lưu Phong đi rồi, một thị nữ lớn tuổi có chút khó hiểu hỏi, phu nhân, tại sao người để hắn rời đi, hắn dám cự tuyệt người, tội ác cùng cực, lẽ ra phải trừng phạt hắn. Kim Vận phu nhân sắc mặt lạnh lẽo nói, hỗn trướng, bổn bá tước còn phải dạy ngươi nữa sao? Hắn là tuần sát sứ Cẩm Y vệ, lại là thiếu gia Phượng Viên, ngươi tưởng có thể dễ dàng đối phó sao? Thị nữ đó tựa hồ cũng không e ngại Kim Vận phu nhân trách mắng, ngược lại cười nói, phu nhân, ta đã hiểu, nhất định là người đối với hắn sinh ra hảo cảm. Nếu không với tính tình của người sẽ không màng thân phận của hắn là gì, đừng lắm chuyện. Kim Vận phu nhân tựa hồ bị nói trúng tâm sự, có vẻ thẹn thùng, cả giận nói, được rồi, các ngươi cũng đi đi. Sau khi chúng thị nữ đi rồi, Kim Vận phu nhân khẽ thở dài, hôm nay không thể thuyết phục Lưu Phong thật sự là ngoài dự đoán. Nàng vốn nghĩ rằng hắn sẽ đáp ứng cùng nhau cá nước vui vầy một phen. Hiện tại xem ra lại chỉ có thể tự mình giải quyết. Từ 10 năm gần đây ít nhiều nàng cũng có một số thói quen có thể tự giải quyết một phần dục vọng đang kìm nén. Về cuộc nổi dậy của Sơn Mộc Trấn, Trương Thiên Sư cùng Ân Quý Phi có điểm giống nhau, cũng hiểu được Lưu Phong đang nắm chắc cơ hội, lập nên chiến công, mặc nhiên tiến vào chính đàn đế quốc Hoa Hạ. Để động viên Lưu Phong tham chiến, Trương Thiên Sư đặc ý cùng Lưu Phong nửa đêm không người đến Giang Nam đàm đạo. Về chỗ đàm đạo này hắn rất muốn đóng góp ý kiến một chút. Lão đạo sĩ có thói quen thật xấu xa, hắn thường ngày vẫn có thói quen khi bàn chuyện liền trực tiếp ngồi bàn, cần gì phải đêm hôm khuya khoắt dẫn người đến chỗ hoang vu mới xong. Nếu đã đi thì phải đến thiên thượng nhân gian, gọi một bàn ăn sáng,
kêu một hồ rượu, lại gọi mấy cô nàng lên bồi tiếp, hào khí vạn trượng, đó mới thực sự là địa phương bản công sự tốt. Phải biết rằng so với kiếp trước, thân phận Lưu Phong hắn đã tương đương với đãi ngộ của cục phó cục quốc an, chính là đại quan A. Công tử, người đang có tâm sự. Vì sao luôn nhíu mày không nói lời nào? Trương Thiên Sư tựa hồ cảm thấy mình lựa chọn nơi công tác không có vấn đề gì. Đêm khuya trên đỉnh núi Mật Đàm, thật sự là địa phương tốt. Lưu Phong bĩu môi, ánh mắt bất mãn nhìn nói, Lão Thiên Sư, có chuyện gì ngày mai nói không được sao, chỉ nói có mấy câu cũng bắt ta đến nơi này. Vốn đêm nay Lưu Phong chuẩn bị cùng nha hoàn thiếu phụ chơi đùa vui vẻ, ai biết được lại bị lão đạo sĩ không biết hưởng thụ thú vui phàm tục này cứ như âm hồn bất tán lôi lôi kéo kéo đến đây. Trương Thiên Sư trầm giọng nói, công tử, hôm nay lão đạo tìm người đến đây hoàn toàn là vì tiền đồ của người. Tương lai của ta, không sai, chuyện hôm nay cùng tiền đồ của người có liên quan. Trương Thiên Sư chậm rãi nói, công tử, phương Bắc Sơn Mộc Trấn bạo loạn ngươi cũng biết chứ, chuyện này còn có người không biết nữa sao? Lưu Phong lạnh nhạt nói, đương nhiên biết, bệ hạ giao trọng trách cho Giang Nam thủ bị bao vây phòng thủ, cẩm y vệ phụ trách giám sát. Trương Thiên Sư ánh mắt sáng ngời, vội hỏi, chẳng hay công tử có cái nhìn như thế nào? Còn có cái nhìn như thế nào, ta là người văn minh, loại chuyện thô lỗ thế này ta làm sao hiểu được? Lưu Phong mặc dù nhị kiếp làm người nhưng là đối với binh pháp một khiếu cũng không thông. Kiếp trước mặc dù xem qua không ít cuộc chiến, nhưng là chiến tranh cơ giới hóa cùng với chiến lược chiến thuật. Chiến tranh gươm dao đề cao mưu lược này thật sự là không hiểu. Không gì phải lưu ý cả, cứ thế mà tiến hành thôi. Lưu Phong một mặt trả lời chiếu lệ, một mặt suy nghĩ xem lát chạy về còn đủ thời gian vui vẻ với Liễu Thanh Nghi hay không. Trương Thiên Sư lựa lời nói, công tử, ta nói không phải là tự ngươi cần phải mang thân ra trong chiến tranh. Không phải không cần nhọc đến bản thân ta. Vậy ngươi muốn nói? Lưu Phong tức giận không nói nên lời. Nhân gian đạo sĩ đều là niệm kinh, nói thử xem, đêm hôm khuya khoắt lại bàn chuyện chiến tranh. Có. Tim hắn đập mạnh một cái, ý ngươi, không phải cùng một dạng với Ân Quý Phi để cho ta nhân cơ hội lập công sao? Vừa nghĩ đến đây, Lưu Phong vội vàng nói, Lão Thiên Sư, ta nghĩ ta đã hiểu dụng ý của ngươi. Ngươi là muốn ta nhân cơ hội lập công. Trương Thiên Sư tự nhiên cũng rất ôm lấy hắn một cái để cổ vũ, nhưng nghĩ tiếp nữa lại thấy không ổn, dù sao hai người cũng đều là nam tính A. Không sai, công tử quả nhiên thông minh. Cùng người thông minh nói chuyện thật là sảng khoái. Trương Thiên Sư cười hắc hắc, nói, công tử, chẳng biết người có nghe qua tu đạo tình lữ không? Nếu công tử nguyện ý, hôm nào lão đạo giới thiệu mấy người cho? Là người trong môn phái lão? Đúng vậy, có chuyện gì sao? Trương Thiên Sư vội vàng nói, người yên tâm, ta có mấy người sư điệt tư sắc đều ổn, ta nghĩ các ngươi sẽ rất tâm đầu ý hợp. Để cho Trương Thiên Sư dắt gái cho ngươi ư, xuống địa ngục mà chết đi. Tu chân giới còn ai không biết các nữ sư điệt của hắn đều không phải đại khủng long, khó coi đã không nói. Lại còn lãnh đạm, bất quá cũng có một số mỹ nữ nhưng chỉ là khi song tu mới có chuyện kia mà thôi. Lão Thiên Sư, chúng ta đang nói chuyện quốc gia đại sự, người thế nào lại chuyển qua chuyện nhi nữ tình trường rồi? Lưu Phong lảng sang chuyện khác, Lão Thiên Sư, người xem ta làm thế nào để lập công? Mặc dù sớm đã nghĩ đến Ân Tố Tố, nhưng hắn vẫn còn muốn nghe ý kiến của lão đạo sĩ. Dù sao lão bất tử cũng là sành sỏi chuyện lăn lộn trong chốn quan trường, sớm quen biết nhiều hồng nhân. Trương Thiên Sư nghiêm trang nói, việc này không khó, ngươi có thể dùng thân phận cẩm y vệ làm phó nguyên soái tiễu trừ thổ phỉ, đến lúc đó chỉ cần Vương Đức Vọng đại thắng, ngươi liền có một phần công lao. Đồng thời ngươi cũng kiêm trách nhiệm giám sát, một công đôi việc, việc này nếu thành ngươi ít nhất cũng có hai phần công lao. Ta khinh, gừng càng già càng cay có khác. Lão già này so với Ân Tố Tố thì quả nhiên là biết cách thuyết phục hơn rất nhiều. Lão Thiên Sư, nếu không có việc gì nữa ta xin phép cáo từ. Nếu quả nhiên lập được đại công, người nhất định cũng có một nửa. Lưu Phong thủy chung vẫn muốn mau mau đoàn tụ vui vầy cùng với Liễu Thanh Nghi. Thực ra cũng không trách Lưu Phong vội vã, phải biết rằng về chuyện xem suối phun, Lưu Phong hắn chính là phải cạn khô nước miếng mới khiến Liễu Thanh Nghi đồng ý. Trước đó cùng lão đạo sĩ vội vã đi ra, cũng không có nói qua với Thanh Nghi, nói không chừng bây giờ thiếu phụ nha hoàn vì chờ không thấy hắn mà sinh ra sầu muộn. Đàn bà mà một khi tâm tình bất hảo thì cũng sẽ không có hứng thú với chuyện phòng the, không có hứng thú thì chuyện suối phun mà hắn mong chờ đã lâu cũng không xong.
Nghĩ sâu xa, Lưu Phong cũng không muốn trì hoãn thêm chút nào nữa. Chờ một chút. Trương Thiên Sư một tay kéo hắn lại nói, công tử chậm bước, hôm nay lại đây lão đạo còn có vài lời muốn nói cùng người. Mẹ nó, ai nói La Sách nhất định phải thành đường tăng, nhìn lão đạo sĩ trước mắt, thật là muốn chửi a. Lưu Phong thản nhiên nói, lão Thiên Sư, hình như hôm nay ngươi rất nhàn nhã a. Trương Thiên Sư thần sắc có chút rùng mình, trầm giọng nói, công tử tựa hồ phải vội vã trở về. Nếu lão đạo đoán không sai, người vội trở về hẳn là vì muốn đoàn tụ với nha hoàn trong phòng. Chương 192, tao ngộ mông diện nữ tử. Lưu Phong thấy tâm sự của mình bị Thiên Sư nói ra, sắc mặt hơi xấu hổ, trong khoảnh khắc không biết nói gì nữa. Nói theo đúng nguyên tắc, Lưu Phong bây giờ là Cẩm Y vệ tuần sát sứ, bây giờ lão đạo sĩ cầm Tử Hư chân long lệnh, hắn lý ra phải phục tùng mệnh lệnh của lão. Nói về tình thì lão đạo sĩ vì hắn mà nghĩ ra đủ mọi mưu lược giúp hắn thăng tiến, hắn không cảm tạ thì thôi, lại còn chẳng nể mặt mũi lão chút nào. Công tử, mặc dù thân thể ngươi tráng kiện thật, nhưng phương diện phòng sự cũng phải tiết chế một chút. Phải biết rằng người tu luyện kỹ nhất là việc nam nữ. Làm chuyện đó nguyên khí của ngươi sẽ dễ dàng tiết ra. Thấy lão đạo sĩ nói mãi không ngừng, Lưu Phong hơi xấu hổ, vội càng hỏi, lão Thiên Sư, chúng ta không nên nói lạc đề, trước tiên nói về chánh sự đã. Chánh sự? Ân, đúng, để ta ngẫm lại coi, ta vừa rồi là muốn nói chuyện gì với ngươi nhỉ? Trương Thiên Sư suy tư một chút, nói, công tử, ngươi có biết cái gì là đạo trị quốc hay không? Đạo trị quốc? Lưu Phong hơi nhíu mày, thầm nghĩ việc này thì có quan hệ gì tới mình? Đạo trị quốc là việc mà hoàng đế với trung thần phải suy nghĩ chứ. Đừng tưởng hắn giúp Chu Phong báo thù, lại giúp hắn lấy lại những thứ vốn thuộc về hắn. Nhưng làm hoàng đế cái công việc khó khăn này, từ trước tới giờ hắn còn chưa từng nghĩ qua, còn làm thần tử, đương nhiên là cũng chẳng thèm nghĩ tới. Căn cứ vào kinh nghiệm kiếp trước, làm đầy tớ cho người không bằng tự mình lập nên sự nghiệp, chí ít cũng chẳng phải nhìn ánh mắt người khác mà làm việc. Trương Thiên Sư thấy Lưu Phong không nói lời nào, có vẻ hơi thất vọng, hắn đành tự mình nói, công tử đã từng nghe qua câu, nước có thể đẩy thuyền. Lưu Phong vội đọc tiếp về sau, cũng có thể nấu cháo. Nước có thể đẩy thuyền cũng có thể làm lật thuyền. Những lời này tại kiếp trước của Lưu Phong cũng được xem là một câu nói khá phổ thông. Lưu Phong vốn dĩ định nói câu thành ngữ kia nhưng không ngờ lại nói vô ý nói chật sang ý khác. Ai dè vẻ mặt Trương Thiên Sư không như Lưu Phong tưởng tượng. Lão tựa hồ rất kinh ngạc, rất tán đồng, đúng vậy, đúng vậy. Công tử, quan điểm của người luôn luôn mới lạ. Người khác đều nói nước có thể đẩy thuyền, cũng có thể lật thuyền. Nhưng lại không biết tới đạo lý nước cũng có thể nấu cháo. Lão bị thần kinh à, nếu tại kiếp trước mà nói những lời này, người ta còn tưởng là người hỏa tinh đó. Công tử, người đã bao giờ nghĩ tới tương lai của mình chưa? Dừng lại một chút, Trương Thiên Sư giọng nói trở nên nghiêm túc. Tương lai, Lưu Phong sờ sờ đầu, lời này xem như hỏi đúng trọng điểm. Lưu Phong mấy ngày hôm nay vẫn lo lắng về tương lai của mình, vốn hắn chỉ muốn tiêu dao khoái hoạt. Sự thật với năng lực của hắn, muốn cuộc sống tiêu dao khoái hoạt cũng không phải chuyện khó khăn gì. Nhưng bây giờ lại không ổn, ai bảo linh hồn hắn xuyên qua, chiếm cứ cơ thể Chu Phong, tạo nên phiền toái lớn như vậy. Không dám nghĩ tới. Trong lòng nghĩ thế nào thì mặc, nhưng Lưu Phong không dám nói cho ai khác biết sự tình này. Đây chính là đại tội đây. Mặc dù hắn biết thân thể này của hắn chính là có thể kế thừa một cách hợp pháp thiên hạ của Hoa Hạ đại đế, nhưng thời đại này không có cách xét nghiệm DNA. Hơn nữa chuyện linh hồn hắn xuyên qua thế giới này cũng không thể nói cho ai biết được. Mà có nói ra cũng chưa chắc người ta đã tin tưởng. 100 người nghe hắn nói vậy chắc cũng đều cho hắn là kẻ ngu, là người mắc bệnh thần kinh. Trương Thiên Sư khẽ nhíu mày, người này trẻ tuổi như vậy nhưng lại không có lý tưởng. Chẳng lẽ hắn cả ngày chỉ muốn ngủ với nữ nhân? Công tử, ngươi có thể nguyện ý nghe lão đạo nói một chút về đạo trị quốc. Không đợi Lưu Phong đáp ứng, Trương Thiên Sư đã chậm rãi đọc, trị quốc chi đạo chính là chinh phục lòng người. Căn bản của vấn đề chính là như thế nào dùng hình pháp và nhân đức hỗ trợ lẫn nhau. Lưu Phong nhịn không được, lão Thiên Sư, ngươi nói chuyện này ta cũng không nghe. Ta nghĩ nói chuyện này e còn quá sớm, chờ một thời gian nữa hãy nói. Trương Thiên Sư có chút run sợ, quả thật mình có phần nóng nảy quá mức. Lưu Phong có thể trở thành người cứu thế như trong thiên tượng dự kỳ hay không, cũng không nên chỉ giáo hắn như vậy.
Nếu hắn thật là người kia, nói vậy, hắn sẽ hiểu được nhiều hơn là so với mình mong muốn. Nếu hắn thật sự không phải, cho dù tự mình chỉ giáo, phỏng chừng cũng không làm nên chuyện gì. Thiên sư, ta làm ngươi thất vọng phải không? Nhìn Trương Thiên Sư thần sắc có vẻ cô đơn, Lưu Phong không ý tứ nói, Thiên sư, kỳ thật ta nghĩ rằng làm chánh giả. Chỉ cần làm cho dân chúng có thể ăn no mặc ấm, có nhà để ở, là có thể đảm bảo thiên hạ thái bình. Ăn no mặc ấm, có nhà để ở. Trương Thiên Sư hơi kinh hãi, lời lẽ tuy đơn giản, nhưng chính là sự thật. Để cho dân chúng an cư lạc nghiệp chính là ba điều kiện lớn. Xấu hổ a, mình nói nhiều đạo lý vậy, còn không bằng Lưu Phong nói vài câu thô thiển. Lưu Phong nói không sai, mặc cho ngươi nói ra ngàn vạn điều về đạo trị quốc, nói đến cùng đều là muốn cho dân chúng an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình thôi. Công tử, không nghĩ tới ngươi đã sớm hiểu được điều này. Trương Thiên Sư tán dương nói. Lưu Phong ngạc nhiên một trận, thật không biết nên nói như thế nào cho tốt. Thử hỏi đạo lý như vậy có ai không hiểu? Xem lịch sử Trung Quốc cổ đại, bao nhiêu triều đại thay đổi nguyên nhân chẳng phải bởi vì hôn quân không biết cách tạo cho dân có một cuộc sống mới hay sao? Chúng ta có thể nói rằng dân chúng là những người đáng yêu, bọn họ thiên tính thiện lương, yêu cầu không cao, chỉ cần có ăn có uống, người quản lý chính là hoàng đế. Ngay vấn đề nếu làm chánh giả, không có dân chúng đáng yêu này thì chúng ta sao làm được quan? Quan lại cường hoành, thuế má nặng nề, làm cho dân chúng không cách nào tiếp tục làm dân thường, mà chuyển làm cường đạo, tạo phản quân, lập nghĩa quân. Vì cái gì, còn không phải là vì muốn có một con đường sống sao? Trương Thiên Sư thấy Lưu Phong nói ra những lời này, vui mừng không thôi, tiếp tục nói, công tử quả nhiên tài cao, tiền đồ không hạn lượng a. Đột nhiên, Lưu Phong cảm giác được những lời này tương đối quen tai. Nếu hắn nhớ không lầm, ngày trước, gã tu chân cường hãn kia cũng nói với hắn như vậy. Thiên sư, ta có một vấn đề muốn được thỉnh giáo. Trương Thiên Sư đức cao vọng trọng, có lẽ có thể đoán ra thân phận của tu chân thần bí kia. Cứ nói đừng ngại. Lưu Phong vội vàng đem chuyện trước đó vài ngày gặp phải tu chân thần bí kia nói một lượt, mong chờ Trương Thiên Sư có thể nói ra thân phận của người nọ. Trương Thiên Sư sau khi nghe xong, thất kinh, trên đời này vẫn còn có người không hề để mắt đến Huyền Tâm Chánh Tông là tông phái đứng đầu tu chân giới. Thật là một rung động lớn làm cho lão Trương Thiên Sư suy nghĩ cả nửa ngày vẫn chưa hồi phục lại được tinh thần. Lưu Phong thở dài một tiếng, tâm lý này của lão đạo sĩ cũng không trách được, nhìn vẻ mặt kinh ngạc kia của lão. Sớm biết vậy thì sẽ không nói tới. Công tử, việc này ngươi đã hỏi ý kiến tứ sư tôn của ngươi không? Lão đạo bất tài, thật sự không nghĩ ra trên đời này còn có người coi thường Huyền Tâm Chánh Tông. Vẻ mặt của Trương Thiên Sư rất là nghiêm túc. Lưu Phong đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, ngay sau đó bổ sung thêm một câu. Lão Thiên Sư, quên nói cho người biết, người đó ngay cả tu vi Nguyên Anh kỳ cũng không hề xem vào đâu cả. Trương Thiên Sư lại thêm một phen kinh ngạc không thôi. Những gì Lưu Phong nói đối với lão tựa hồ có kích thích rất lớn, tuy chỉ là trong nháy mắt, Lưu Phong cảm giác được lão đã già nua đi rất nhiều. Công tử, ta phải tự mình suy ngẫm một chút, ngươi về trước đi, qua vài ngày nữa ta sẽ tìm ngươi. Trương Thiên Sư khoát khoát tay, ý bảo Lưu Phong có thể đi. Lưu Phong rất mừng rỡ rời đi, nghĩ thầm sớm biết như vậy, ta đem chuyện này nói từ lúc nãy có phải giờ đây đã sớm được về nhà rồi không? Lão Thiên Sư à, ngươi tự mình bảo trọng. Lão Thiên Sư à, lần sau không nên tìm ta vào buổi tối, ta nhiều việc bề bộn. Dọc theo đường đi Lưu Phong chạy đi nhanh như điện chớp đích, sợ bỏ lỡ cơ hội chiêm ngưỡng suối phun. Chỉ là, nhiều việc không theo ý người. Ngay trên đường về nhà đột nhiên xuất hiện một bóng người. Một nữ tử che mặt dáng vẻ yêu kiều nhưng lại mang theo khí tức uy hiếp ngăn trở đường đi của hắn. Tránh ra, chó ngoan không cản đường vừa vất vả thoát khỏi lão đạo sĩ, bây giờ lại gặp phải tiểu nữ nhân, làm cho Lưu Phong muốn bốc hỏa. Người chính là tuần sát sứ Cẩm Y Vệ. Nữ tử che mặt tựa hồ cũng không để ý thái độ của Lưu Phong đối với nàng. Ngữ khí có vẻ ôn nhu, rất là thú vị. Muốn cho Lưu Phong thú vị chính là thưởng lãm cúc hoa của nàng. Ngươi thực sự là ai? Tại sao muốn ngăn cản đường đi của ta? Chưa rõ bạn hay thù, biểu hiện của Lưu Phong tương đối cẩn thận. Đáng tiếc Trương Thiên Sư bị chấn động tinh thần nên không đi cùng đường với Lưu Phong. Nếu không, lão khẳng định sẽ biết thân phận nữ tử che mặt này. Đại nhân đừng hỏi ta là người như thế nào. Ta muốn hỏi ngươi, triều đình có phải sẽ dụng binh với Sơn Mộc Trấn đúng không? Đại nhân có phải cũng đồng lõa với triều đình chó má kia,
cùng với đám cẩu quan ức hiếp dân chúng thiện lương làm cho họ không còn đường thoát hay không? Ngữ khí của nữ tử che mặt đột nhiên trở nên lạnh như băng. Lưu Phong nao nao, lập tức cười lạnh một tiếng, nói, vị cô nương này, lời này của ngươi có phần kích động. Theo ta được biết, quan lại Sơn Mộc Trấn là người tốt. Về phần dân chúng của Sơn Mộc Trấn, chính xác theo như lời của ngươi, bọn họ rất thiện lương. Nhưng cũng rất khờ dại, lại nghe lời xúi dục của những kẻ có động cơ xấu, không muốn hưởng cuộc sống an cư lạc nghiệp, đối nghịch triều đình. Những lời này là do Trương Thiên Sư nói cho Lưu Phong biết. Lưu Phong không hề hoài nghi, Thiên Sư là người tu chân luôn luôn dành tình cảm cho dân chúng. Có đúng không? Nữ tử che mặt hừ lạnh một tiếng, nói, quạ đen trong thiên hạ cũng đều là màu đen, xem ra ngươi cũng không tốt đẹp gì. Nếu ngươi không để cho dân chúng một con đường sống, đêm nay ta sẽ giết ngươi. Lưu Phong cười hắc hắc, nói, nhìn không ra một nữ lưu như ngươi cũng là hạng người dối trá, vô sỉ như vậy. Nếu ta đoán không sai, cô nương và phản quân Sơn Mộc Trấn hẳn là có liên quan. Hơn nữa, ta còn khẳng định, ngươi rất muốn giết ta, rất muốn, rất muốn. Nếu vậy ngươi chịu chết đi. Trong khi nói chuyện, nữ tử che mặt đã đâm kiếm tới, khí thế và uy lực thật hãi người. Còn ít tuổi mà đã có tu vi như vậy, đáng khen. Lưu Phong khóe miệng nhẹ nhàng cười, ánh mắt ngưng trọng, đề thăng chân nguyên dung mạnh nhuyễn kiếm xuất ra, trong phút chốc hóa thành kiếm quang đầy trời đâm tới trước ngực nữ tử che mặt. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 193, Xuân Mộng của Tố Nương. Nữ nhân che mặt thấy Lưu Phong xuất kiếm, thấy kiếm lợi hại, đôi mắt đẹp không giấu được vẻ kinh ngạc, rồi thì mày liễu dựng lên. Mắt tóe hào quang, trường kiếm trong tay hoa lên, tạo nên một trận huyền quang nhằm mặt Lưu Phong đâm tới. Nhuyễn kiếm vung lên, nhằm hướng trường kiếm của nữ tử che mặt chém tới. Một tiếng đinh vang lên, Lưu Phong chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dại, nhuyễn kiếm trong tay đã hóa giải được công kích của nữ tử che mặt, sau đó nhuyễn kiếm lay động, nhằm bộ ngực của nữ tử đâm tới. Tay phải cầm kiếm của nữ tử che mặt không tự chủ được giạt ra ngoài, đột nhiên nghĩ ra bộ ngực của mình nằm trong phạm vi ảnh hưởng của kiếm khí, không khỏi cảm thấy xấu hổ. Thẹn thùng, đôi mắt đẹp phát lạnh, chân ngọc đạp một đạp, cả thân thể mềm mại bay nhanh ngược lại, vô sỉ, hạ lưu ta khinh, con mẹ ngươi định lấy mạng ta thì sao? Ta bất quá chỉ đâm mưu mưu của ngươi, ngươi chính là thánh nhân, còn ta là hạ lưu à? Lưu Phong sắc mặt biến đổi, trong mắt sát ý hiện lên. Trải qua vài lần giết người, hắn đã không còn do dự như trước nữa. Thời buổi này là thời buổi của cường giả, ta không giết người thì người cũng giết ta. Một kiếm vừa xuất, 10 đạo kiếm quang như tia chớp nhằm phía nữ tử che mặt phóng tới. Nữ tử che mặt hối hận mình đã khinh địch, tin tức tình báo căn bản không có nói rõ về tu vi của Lưu Phong. À, nữ tử che mặt thân thể mềm mại tránh một kiếm của Lưu Phong, đột nhiên đôi chân lảo đảo, ngực nàng cảm thấy mát lạnh, không hay rồi, kiếm thế của Lưu Phong đã chém đứt một bên áo ngực của nàng. Đồ đàn ông hạ lưu, vang lên tiếng áo rách, nhuyễn kiếm của Lưu Phong đã chém rách mấy lần áo của nữ tử che mặt, một bên ngực trắng như tuyết lộ ra, đồ vô sỉ. Nữ tử che mặt kinh giận mắng, che vội chỗ bị rách, căm giận nhìn Lưu Phong, nếu ánh mắt có thể giết người, Lưu Phong hắn sợ rằng đã chết 100 lần rồi. Lưu Phong khóe miệng cười cười, sau đó ánh mắt chằm chằm nhìn vào ngực của nữ tử che mặt, nói, tiếp tục chứ. Ta sẽ không ngại gì mà khoét một chỗ nữa trên ngực ngươi đâu. Vô sỉ, nữ tử che mặt. Lạnh lùng nói, ngươi cho rằng ta không giết được ngươi chăng? Ít nhất là đêm nay ngươi không giết được ta, mặc dù có lẽ ngươi tu vi cao hơn ta một bậc, nhưng ngươi vẫn chưa vận dụng được hoàn toàn. Ngươi, không phải là đối thủ của ta. Lưu Phong cười hí lộng nói, đi tìm chết đi. Trong nháy mắt, kiếm của nữ tử đã đâm tới Lưu Phong. Lưu Phong tức giận hừ một tiếng, chân đạp thất tinh, linh xảo né được kiếm thế của nữ tử, trong nháy mắt triển khai phản kích. Nữ tử che mặt nhìn thấy trường kiếm của Lưu Phong đâm tới, đôi mắt đẹp hiện lên một tia thẹn thùng, chân ngọc khẽ đạp, mông đẹp khẽ vặn, thân thể mềm mại tuyệt vời phóng lên cao, biến vào trong đêm tối. Lưu Phong khẽ cười, cũng không có truy đuổi nữ tử che mặt, mà có đuổi theo thì cũng vị tất có đuổi kịp nàng. Tao ngộ đêm nay, đối với Lưu Phong mà nói, vị tất đã không phải là chuyện tốt, nếu theo đúng dự liệu của hắn, thì nữ tử che mặt này có quan hệ với ma giáo. Mặt khác, phương Bắc Sơn Mộc Trấn làm loạn,
có thể chính là trò của ma giáo. Việc này cũng hợp với sự phân tích của Trương Thiên Sư. Bởi vì đụng phải nữ tử che mặt, nên khi Lưu Phong quay trở lại Di Hồng Viện thì đã nửa đêm, Liễu Thanh Nghi bởi vì công tử ra lỗi hẹn, nên đã chìm trong mộng rồi. Lưu Phong thở dài, do dự, cuối cùng cũng không có đánh thức Liễu Thanh Nghi. Ra khỏi phòng, ngửa đầu nhìn trăng sáng trên trời, Lưu Phong trong lòng có chút khó chịu. Hắn vẫn nghĩ ngợi về chuyện suối phun, nên trong lòng có cảm giác khác thường. Liễu Thanh Nghi lúc này ngủ say rồi, Lưu Phong quyết định đi tìm Tố Nương. Từ sau khi trải qua một đêm ân ái lần trước, Tố Nương mặc dù không tìm Lưu Phong, thậm chí còn có chút lãnh đạm, nhưng Lưu Phong biết Tố Nương kỳ thật rất mong muốn cùng hắn ái ân. Ở tuổi của nàng mới nếm qua trái cấm, làm sao cầm lòng cho được. Tới trước cửa phòng của Tố Nương, Lưu Phong đẩy cửa nhẹ nhàng bước vào, không để cho Tố Nương phát hiện được. Lưu Phong chân đạp thất tinh, nín thở, chân mèo rón rén đi vào. Màn hay trước mắt tí nữa làm hắn không kìm hãm được mà hét lên. Chỉ thấy nằm trong chướng màu phấn hồng, nàng mặc một chiếc quần màu đen, đang nằm ngửa, một tay đang nhẹ nhàng vuốt ve ngực mình, càng làm người khác chảy máu mũi hơn nữa. Tay còn lại của nàng đang khua khoáng dưới hai chân, không khó để người khác phát hiện, bàn tay đó đã tiến vào tam giác bên trong nội khố. Tố Nương đang tự an ủi mình à. Đối diện với tràng cảnh kích dục như vậy, Lưu Phong không khỏi nuốt nước bọt, cây côn thịt trong chớp mắt đã dựng đứng lên rồi. Tố Nương hai mắt khép hờ, tựa hồ như đã đắm chìm trong giấc mộng tình, đối với việc Lưu Phong rình coi cũng không phát hiện ra. Xuyên qua bộ quần áo ngủ mỏng tang, một tòa núi non thiên nhiên lồ lộ, thân thể của Tố Nương lúc này cứng đờ, truyền ra âm thanh rên rỉ gợi dục một cách vô ý thức của nàng. Tố Nương đang chìm trong xuân mộng Lưu Phong. Lần này hiểu rõ, Lưu Phong nhịn không được sự kích thích, toàn thân nổi da gà, thoáng do dự, sau đó bước tới bên giường, ngồi xuống, nhẹ nhàng hôn lên đùi Tố Nương, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi liếm lên da thịt của Tố Nương, lúc này đang chìm trong xuân mộng. Dưới thủ thuật bỡn tình của Lưu Phong, thân thể Tố Nương bắt đầu nhẹ nhẹ run rẩy, những chỗ nhạy cảm trên người nàng cương cứng cả lên, cả khuôn mặt cũng dần nhuộm dáng đỏ. Lưu Phong chậm rãi di chuyển thân thể của hắn đè lên người Tố Nương, dùng miệng tiếp tục công việc của mình. Quả nhiên, phản ứng của Tố Nương rất mãnh liệt, thân thể của nàng bắt đầu dãy dụa một cách vô ý thức, âm thanh rên rỉ trong miệng ngày càng lớn. Lưu Phong nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc quần đen trên người Tố Nương, chỉ thấy bên trong một chiếc quần con tam giác màu trắng, hắn không nhịn được liền bắt đầu vuốt ve những chỗ mẫn cảm. Lúc này đây, Tố Nương đã hoàn toàn bị đắm chìm trong xuân mộng, bị chìm trong bể nhục dục ái ân giữa nam và nữ, núi non của nàng phập phồng một cách vô ý thức. Cả người không ngừng vặn vẹo, hai đùi quặp chặt vào nhau, Lưu Phong thậm chí còn cảm giác được cả người nàng đang co rút và căng cứng lại. Cảm nhận được hạ thể của nàng đã đủ ướt át, Lưu Phong hắn chậm rãi cởi quần áo, sau đó chậm rãi trèo lên người Tố Nương, từ từ hưởng thụ thân thể đàn bà tuyệt vời này. Khoái cảm mãnh liệt khiến cho Tố Nương từ trong xuân mộng thức tỉnh, mi mắt nàng giật giật, hé mắt tống tình Lưu Phong một cái, sau đó giả bộ tiếp tục ngủ. Làm bộ, trước mặt ta còn giả vờ ngủ, xem ngươi có thể chịu được bao lâu. Lưu Phong cười hắc hắc, tăng tần suất hoạt động, gậy thịt thụt ra thụt vào, đâm sâu vào con ba ba của Tố Nương. Nàng rốt cuộc cũng không nhịn được, bắt đầu lớn tiếng rên rỉ, miệng vô ý thức hét lớn một tiếng thiếu gia. Lưu Phong đột nhiên dừng vận động, cười một cách vô sỉ, dùng tay quay mặt Tố Nương đối nhãn với mình, nói, Tố Nương tỷ tỷ, tỷ tỉnh rồi sao? Chết thật, đệ đã quấy nhiễu giấc ngủ của tỷ rồi. Tố Nương vào lúc này đang ở trong thời khắc mấu chốt, Lưu Phong hắn dừng lại, làm nàng cảm thấy hụt hẫng. Thiếu gia, ta muốn. Lúc này nàng cần sự thỏa mãn hơn là thể diện, Tố Nương biết Lưu Phong hắn muốn cái gì, liền vội vàng lên tiếng cầu khẩn. Quả nhiên, nghe được sự yêu cầu chủ động của đàn bà, Lưu Phong liền đặt hai tay trước ngực Tố Nương, dùng lực nắn bóp liên hồi. Hắn cảm giác được ngực nàng trở nên cương cứng, Lưu Phong khóe miệng không khỏi nở một nụ cười bí hiểm, cúi xuống hôn lên làn môi anh đào của Tố Nương. Cùng lúc đó, sự vận động mà hắn vừa đình chỉ lại được tiếp tục. Tố Nương biết được Lưu Phong hắn thích tiếng rên rỉ thật lớn, để cho hắn càng thêm hưng phấn, nàng càng ngày càng lớn tiếng rên rỉ. Âm thanh lớn tiếng rên rỉ của Tố Nương làm cho Lưu Phong càng thêm hưng phấn, nhịn không được cúi đầu xuống mút chặt một đầu vú của nàng. Tố Nương cảm giác thân thể và linh hồn đang ở trên 9 tầng mây, không tự chủ được liền nhắm mắt lại, nàng có cảm giác thân thể mình đã hòa tan cùng thân thể của Lưu Phong làm một. Cơn say tình qua đi, Lưu Phong nằm đó, một tay ôm cổ Tố Nương,
một tay tiến hành vuốt ve bộ mông to lớn của Tố Nương. Sau khi lâm trận, rất nhiều nam nhân cắm đầu ngủ vùi, không biết rằng sau khi cao trào, điều quan trọng là phải vuốt ve bạn tình của mình. Quả nhiên, dưới sự vuốt ve ma thuật của Lưu Phong, tinh thần lẫn thân thể của Tố Nương càng thêm thỏa mãn. Phụ nữ hơn 30 tuổi như nàng cũng giống như một tiểu cô nương 10 tuổi mà thôi, đều thẹn thùng không dám mở to mắt nhìn Lưu Phong. Tố Nương tỉ tỉ, nàng không muốn ở cùng một chỗ với ta sao? Lưu Phong nhân cơ hội này hỏi, tại sao mỗi lần gặp mặt, nàng đối với ta đều lạnh nhạt vậy? Tố Nương sợ Lưu Phong hiểu lầm, vội nói, thiếu gia, không phải như vậy, là ta sợ chủ nhân nhìn ra quan hệ của hai ta, ngươi cũng biết đấy, chủ nhân. Tố Nương muốn nói Trương Mỹ Nhân bị đồng tính, nhưng lời vừa tới miệng thì không dám nói tiếp nữa. Lưu Phong vỗ vỗ mông nàng, cười nói, ta biết sự khó xử của tỷ, tuy vậy, sau này cũng đừng có kìm hãm mình quá, khi nào muốn, cứ tới gặp ta. Tố Nương nghe vậy xấu hổ không thôi, nghĩ lại chính mình lúc trước xuân mộng tự sướng, thật là xấu hổ. Ba ngày sau, cuối cùng Lưu Phong cũng nhận được thánh chỉ tứ hôn của Hoa Hạ Đại Đế. Phủ Tổng đốc cùng với Phượng Viên răng đèn kết hoa của hành nghi thức khánh chúc trọng đại, dù sao người nhận được tứ hôn do Hoàng đế bệ hạ ban cũng thật là ít. Có người vui mừng thì cũng có kẻ lo, bên này Ân Nguyên Đạo cao hứng, bên kia Vương Đức Vọng buồn sầu. Chuyện hôn sự của con gái hắn cùng Lưu Phong đã khiến cho hắn sầu lo. Bên kia đã có thánh chỉ ban xuống, thì chuyện của con hắn không có khả năng rồi. Chương 194, Tuyệt sắc kiếm tiên. Lùi một bước bể lặng trời yên, làm nhỏ cũng được nhưng không biết Lưu Phong có nguyện ý hay không. Để cho Vương Bảo Nhi hỏi thì Lưu Phong cũng đã trả lời một câu là tình cảm có thể bồi dưỡng mà từ từ phát triển. Vương Đông Đông hỏi thì hắn không xác định điều gì cả nhưng tóm lại sẽ không để cho tam đầu heo chà đạp nàng. Trả lời như vậy đối với Vương Đông Đông đã cơ bản là làm nàng hài lòng. Dù sao thì nàng cũng không phải thực sự thích Lưu Phong. Mục đích của nàng chỉ là muốn Lưu Phong làm tấm bình phong cho mình. Nhưng cha nàng lại bất đồng, người thực sự thích Lưu Phong. Từ khi hắn phi lễ với con gái mình, dạy dỗ con trai mình, lão đã hiểu được Lưu Phong thực không phải là một nhân vật tầm thường. Quả nhiên không lâu đã thấy được mình không nhìn sai. Lưu Phong còn trẻ nhưng sự nghiệp đã sớm thành, quan vận thăng tiến. Vương Đức Vọng một lòng một dạ mong cho Lưu Phong có thể trở thành con rể của mình. Cha, người tìm con. Từ khi quyến rũ Lưu Phong, Vương Đông Đông gần đây đã rất chú ý đến ngôn ngữ, cử chỉ, ngoại hình của mình. Ngay cả Vương Đức Vọng cũng thấy rõ nữ nhi của mình đã thay đổi. Mái tóc đen nhánh, tỏa ra mùi hương nhẹ nhẹ. Điểm xuyết trên đó một đóa hoa màu tím, đầu đội mũ vàng tinh xảo. Khuôn mặt tươi cười, khóe mắt long lanh, tiểu khẩu nhỏ nhắn thản nhiên cười tươi rói, dường như chuyện Lưu Phong thành thân đối với nàng không hề ảnh hưởng vậy. Vương Đức Vọng nhìn thấy Vương Đông Đông như vậy, không khỏi cảm thấy tức giận nói, Đông Đông, Lưu Phong thành thân, ngươi có biết hay không? Biết, Vương Đông Đông thấy không có gì là nghiêm trọng cả, ca ca sáng nay đã nói cho con biết, vậy sao trông ngươi có vẻ cao hứng vậy? Ta dù gì cũng là vương thủ bị, bát diện oai phong, không nghĩ sinh ra đứa con như ngươi thật không có ý chí gì cả. Nam nhân của ngươi sắp cùng nữ nhân khác thành thân mà ngươi lại tỏ ra cao hứng, thật là muốn chọc tức chết ta mà. Cha, kết hôn vốn là chuyện mừng, sao lại phải nghiêm mặt cơ chứ? Vương Đông Đông rất muốn nói chuyện của con không cần cha quản nhưng lại lo lắng cha mình đã già, cũng không nên làm cho người thêm tức giận, chỉ tùy ý trả lời cho qua chuyện. Kết hôn là chuyện mừng thì đúng rồi nhưng đâu phải ngươi kết hôn đâu. Vương Đức Vọng bực bội nói tiếp, mấy ngày nay gặp Lưu Phong, hắn có nói gì không? Còn có thể nói như thế nào? Hắn nói, trước tiên sẽ không để cho Chư Tam khi dễ con. Nói đến việc này Vương Đông Đông cũng có chút tức giận, mình so với ả Ân Tố Tố kia có điểm nào thua sút cơ chứ? Lưu Phong không tìm ngươi, ngươi không biết chủ động đi tìm hắn sao? Nữ hài tử, ngươi không biết đạo lý chủ động sao? Vương Đức Vọng khẽ khích nữ nhi của mình. Vương Đông Đông nghe vậy hơi cảm thấy tức giận. Nàng không phải đã rất chủ động rồi sao? Chỉ là tên đầu đất Lưu Phong chưa bị cưa đổ thôi, làm sao trách con được chứ? Đông Đông, ta biết ngươi mấy ngày nay đã rất cố gắng nhưng đây là thời khắc mấu chốt, con phải cố gắng hơn nữa. Vương Đức Vọng ôn nhu nói, chủ động hơn nữa. Không lẽ bắt mình phải cởi quần áo, bắt hắn lên giường cùng mình? Vương Đông Đông bĩu môi, bất mãn nói, cha, được rồi, chuyện này Hải Nhi sẽ tự biết xử lý. Cha đừng can thiệp nữa,
Mà hài nhi nghe nói người chuẩn bị đi phương Bắc tiễu phỉ sao? Vương Đức Vọng gật đầu nói, không sai, bệ hạ đã thăng ta làm tiễu phỉ đại nguyên soái, lĩnh 10 vạn hùng binh đi tiễu phỉ. Được rồi, ngươi không nói thì chút nữa đã quên. Lưu Phong lần này cũng được đề cử làm phó nguyên soái. Hơn nữa còn kiêm luôn nhiệm vụ đốc thúc trung quân. Hắn cũng đi sao? Vương Đông Đông tùy tiện bương thêm một câu, sẽ không nguy hiểm chứ? Vương Đức Vọng cười ha ha nói, nữ sanh ngoại tộc, quả nhiên là không sai. Ngươi chỉ biết lo lắng cho Lưu Phong mà không lo lắng cho cha sao? Vương Đông Đông nghe cha nói xong, nũng nịu nói, phụ thân là ai kia chứ? Năm đó người xông pha trên chiến trường, bắt diện Oai Phong, Lưu Phong kia chỉ là một tên tân binh, chưa bao giờ nhìn thấy chiến trường cả. Yên tâm đi Đông Đông, ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố đến hắn. À, hay là lần này ngươi cũng cùng đi, ta sẽ tạo cơ hội cho con nghĩ thế nào? Vương Đông Đông cũng thấy động tâm, bất quá vẫn còn chút lo lắng, cha, theo luật pháp của Hoa Hạ thì nữ nhân không được tham gia việc quân. Vạn nhất bệ hạ biết được vậy không phải sẽ bị chém đầu sao? Ngươi chỉ cần cải trang thành nam nhân, làm thân binh của ta, tuyệt đối sẽ không sao cả. Vương Đức Vọng lập tức đưa ra chủ ý của mình. Vương Đông Đông do dự một chút, nói, được rồi, bất quá cha phải an bài cho thỏa đáng, nhất định không để ai phát giác ra. Sau khi Ân Tố Tố và Trương Thiên Sư phân tích lợi hại thì Lưu Phong đã chịu tiếp nhận chức vị phó nguyên soái đi tiễu phỉ, bất quá trong lòng vẫn cảm thấy không thoải mái. Ngoại trừ một thân tu vi cao cường ra thì hắn cũng giống người bình thường, chưa từng kinh qua chiến trường, bây giờ bắt hắn cầm quân, đánh trận, thật lòng cũng không thích thú lắm. Cũng may là chủ soái là một người đã có kinh nghiệm chinh chiến lâu năm nên cũng an tâm một chút. Nguyên tắc của hắn là ngươi ăn thịt thì ta ăn súp. Sau khi thành công thì cũng có một chút quân công. Đêm nay Lưu Phong sau khi chấm dứt tu luyện bèn muốn ra ngoài gặp Tố Nương nhưng bất giác hắn lại cảm ứng được một tia khí tức quen thuộc. Là thần bí tu chân. Ngay khi Lưu Phong vừa mới xác định chủ nhân của đạo khí tức này thì từ bên tai vang lên một âm thanh, theo ta. Lưu Phong bất giác cảm thấy động tâm, dùng ý thức truy theo khí tức, phi thân ra ngoài. Thời gian ước chừng uống xong chén trà nhỏ thì tại một chân núi, hắn bắt kịp thần bí nhân. Thần bí nhân lạnh lùng nhìn Lưu Phong, sắc mặt âm trầm khó dò, lạnh lùng nói, ngươi biết ta gọi ngươi ra đây có mục đích gì không? Đêm hôm khuya khoắt, ai mà biết ngươi có dụng ý gì, thần kinh à? Lưu Phong hừ một tiếng nói, không biết. Lần trước định cùng Liễu Thanh Nghi bày trận mây mưa đã bị Trương Thiên Sư quấy rầy. Hôm nay muốn tìm Tố Nương thì lại bị thần bí nhân này phá hỏng. Mẹ nó, hình như cứ là tiền bối tu chân thì thích làm việc vào buổi tối. Nghe nói ngươi sắp đi tiễu phỉ, thần bí nhân lạnh nhạt hỏi. Tiền bối, tin tức của người dường như không chính xác lắm. Vãn bối vốn là chuẩn bị nhậm chức nhưng bây giờ đã từ chối, chuyện tiễu phỉ giờ đây không quan hệ với vãn bối nữa. Tin tức của tiền bối e là có chút chậm trễ, có đúng không? Thần bí tu chân, thanh âm lạnh lùng vang lên, nam tử hán, đại trưởng phu phải biết nắm lấy cơ hội làm nên đại nghiệp, ngươi lại bỏ qua cơ hội này, thật làm cho ta thất vọng. Lưu Phong ngạc nhiên hỏi, tiền bối, ý của người là muốn vãn bối đi tiễu phỉ. Người và bọn họ không phải là cùng một phe hay sao? Thần bí nhân bị Lưu Phong hỏi, thản nhiên trả lời, ta vì sao phải ngăn cản ngươi lập công tạo nghiệp? Bọn họ là ai? Lưu Phong nghe vậy lập tức xác định người này và Mông Diện nữ tử nhất định không phải chung một nhóm. Lo lắng trong lòng bất giác được giải tỏa, cười hì hì nói, đã như vậy thì vãn bối xin nói thật. Tiền bối, kỳ thật lần này tiễu phỉ là do vãn bối chủ động yêu cầu đi. Nhưng không phải là muốn lập công gì cả mà chủ yếu là muốn bình loạn, làm cho Hoa Hạ đế quốc được thanh bình, dân chúng được an cư lạc nghiệp. Giống như câu quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Thần bí nhân nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hay cho câu quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Lưu Phong cười hì hì nói. Tiểu tử nói bậy, xin tiền bối đừng để ý. Được rồi, tiền bối còn chưa nói cho vãn bối biết vì sao người dẫn dụ vãn bối đến nơi này. Ta muốn xem tu vi và lực chiến đấu của ngươi. Mau xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi. Thần bí nhân, sắc mặt thay đổi, toàn thân bắt đầu di tán ra một cỗ sát khí. Lưu Phong kinh hãi, mẹ nó, nói nửa ngày té ra là nói nhảm. Ngươi chính là vì tiểu gia mà tới. Tiền bối, đây là ý tứ gì? Lưu Phong có chút ủy khuất hỏi, chúng ta vô oán vô cừu, cần gì phải sống chết với nhau? Sai rồi, là ngươi chết ta sống. Tiện đây nói thêm cho ngươi một câu nữa.
tu vi của ngươi bây giờ chưa đủ tư cách buộc ta liều mạng. Nếu không muốn chết thì mau thi triển toàn bộ thực lực ra. Tiền bối, người không phải nói đùa đấy chứ. Chúng ta lúc nãy vẫn còn hảo hảo nói chuyện kia mà. Trong lòng Lưu Phong lúc này có muôn ngàn câu hỏi. Trước kia cứ nói lòng dạ nữ nhân là khó đoán nhưng bây giờ xem ra phải thay đổi một chút. Nên nói lòng dạ người tu chân khó đoán mới đúng. Không ai nói đùa với ngươi cả. Thần bí nhân lạnh lùng nói. Nên hay không? Đối mặt với thần bí tu chân này, Lưu Phong có chút do dự, hắn đối với bản thân mình không hề có nửa điểm tin tưởng. Tiểu tử, ngươi như thế nào mà lại trêu chọc vào Tuyệt Sắc Kiếm Tiên? Ngay khi Lưu Phong đang do dự thì từ trong đầu vang lên thanh âm của Bạch Khiết. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên. Lưu Phong đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó chấn định lại tâm thần hỏi tiếp, Tuyệt Sắc Kiếm Tiên là ai? Hắn lợi hại lắm sao? Đương nhiên, hắn chí ít cũng đã đạt đến cảnh giới nguyên thần kỳ. Bạch Khiết khẽ cười trả lời hắn. Mẹ nó, làm sao bây giờ, hắn muốn giết ta. Lưu Phong khẩn trương trong lòng, ngươi như thế nào mà lại chọc đến hắn? Theo ta được biết thì người này mặc dù tính tình cổ quái nhưng cũng là người chính phái, không phải là hạng tà ma ngoại đạo. Ta cũng không biết. Lưu Phong vội đem mọi chuyện xảy ra nói cho Bạch Khiết nghe. Mẹ nó, ta hôm nay cũng giống như Nhạc Phi trước kia vậy, hàm oan mà chết. Không cần lo lắng, ta xem hắn vị tất đã muốn giết ngươi. Bạch Khiết ngẫm nghĩ một chút rồi kết luận, ngươi nói dễ nghe quá. Vạn nhất hắn muốn giết ta thì ta biết làm gì bây giờ. Kim đan kỳ so với nguyên thần kỳ thì khoảng cách quá lớn, không nên khẩn. Chứ nếu vạn nhất hắn muốn giết ngươi ta cũng sẽ không ngồi yên đâu. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 195, Đẳng cấp Kiếm Tiên. Là ngươi nói đó, đến lúc đó nhất định phải cứu ta. Có Bạch Khiết bảo vệ, hắn cảm thấy tự tin hơn một chút. Nguyên thần kỳ là cái quỷ gì cơ chứ? Tiểu Bạch Khiết năm đó cũng là nhân vật nguyên thần kỳ vậy. Vì vậy hắn cảm thấy vững tin hơn trước nhiều. Bất quá hắn quên một vấn đề trọng yếu. Bạch Khiết ngày đó đã đạt đến nguyên thần kỳ nhưng bây giờ nàng chỉ là nguyên thần thể, hơn nữa chỉ là 1/3 của bản thể. Hai người chỉ dùng tâm thần để trao đổi cho nhau cho nên nói thì nhiều nhưng thực ra mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc. Thần bí nhân mặc dù là cao thủ nguyên thần kỳ nhưng Bạch Khiết và Lưu Phong đối thoại hắn cũng không thể biết được. Thậm chí ngay cả khí tức của Bạch Khiết hắn cũng không cảm ứng được. Mau ra tay, nếu không đừng trách ta không khách khí. Thần bí nhân đã không còn kiên nhẫn nữa. Kiếm tiên tiền bối. Người tột cùng là muốn gì đây? Lưu Phong cố ý nói thẳng thân phận của thần bí nhân ra. Thần bí tu chân khẽ run lên, như có chút ngạc nhiên, âm thanh lạnh lùng cất lên. Ngươi làm sao biết được thân phận của ta? Vãn bối còn biết người đã đạt đến cảnh giới nguyên thần kỳ. Lưu Phong trên miệng lộ ra một nụ cười cao thâm khó lường. Chẳng lẽ ngươi? Thần bí tu chân còn tưởng Lưu Phong che giấu thực lực của bản thân, thật ra tu vi của hắn cao hơn mình. Nhưng vừa nghĩ như vậy lại bác bỏ ngay lập tức. Tu vi hắn làm sao hơn 4 vị sư tôn của hắn được? Tiểu tử, nói cho ta biết vì sao ngươi biết được tu vi của ta. Đoán mò thôi. Lưu Phong cười hì hì nói, vãn bối bất quá là đoán mò một chút thôi, không nghĩ ra lại nói chúng. Được rồi, kiếm tiên tiền bối. Người vẫn chưa trả lời, là mục đích cuối cùng của người là gì? Toàn lực xuất thủ, nếu không ngươi chỉ có con đường chết. Thần bí tu chân, ngữ khí đã trở nên lạnh lẽo, thù địch. Đánh thì đánh, ta sợ sao? Tiểu gia còn có một chỗ dựa vững chắc sau lưng. Có sự cam đoan của Bạch Khiết, Lưu Phong bất giác trở nên không còn sợ như lúc đầu nữa. Khóe miệng của hắn lộ ra một nụ cười, nhìn kiếm tiên trước mắt nói, kiếm tiên tiền bối, vãn bối muốn hỏi người một câu. Lão nhân gia cuối cùng là muốn gì? Vạn nhất khi chúng ta động thủ, vãn bối lỡ tay làm tiền bối bị thương thì thật là có lỗi. Thần bí tu chân khẽ mỉm cười, mặt lộ ra vẻ khinh thường, thân là tu chân giả, ngươi hẳn phải biết kim đan kỳ và nguyên thần kỳ chênh lệch như thế nào. Mẹ nó! Dọa cái gì mà dọa, nguyên thần kỳ có gì là lạ. Tiểu Bạch Khiết của ta cũng là nhân vật như vậy, ai có thể đánh bại chúng ta được chứ? Kiếm tiên tiền bối, đã như vậy thì vãn bối không khách khí nữa. Ngươi nói nhảm nhiều lắm. Thần bí tu chân khẽ, hừ một tiếng, không thấy động đậy gì cả nhưng cả bầu trời đêm nhất thời khởi phát một trận gió. Nhanh như thiểm điện mang theo khí thế như lôi phong,
vang lên âm thanh ầm ầm bên tai tựa như lôi thần trên 9 tầng trời cao phẫn nộ vậy. Vô số tia chớp bắt đầu hình thành, ánh lên trên trời cao, chiếu sáng cả bốn phía. Lưu Phong giật nảy mình, người này thật là quá mạnh. Có thể bất động mà tạo thành tia chớp, hắn có phải là người không nhỉ? Xem ra trời sắp mưa, thần bí tu chân nhìn bầu trời, bình thản nói. Lưu Phong nghe vậy, chút xíu nữa đã lăn ra mà ngất, vội hỏi, nãy giờ không phải tiền bối tạo ra hay sao? Thần bí tu chân dùng loại ánh mắt khinh bỉ nhìn Lưu Phong ngu ngốc, có bản lãnh thì ngươi tạo ra đi. Tu chân cũng chỉ là tu chân, ngươi tưởng tu chân là thần à? Lát nữa trời sẽ mưa, mẹ ơi, ta đã bị lừa. Sợ hãi đến thất thần nguyên do là vì trời mưa. Kiếm tiên tiền bối, thì ra là người cũng tầm thường. Vãn bối đã hoàn toàn an tâm, bây giờ đánh nhau nhé. Lưu Phong khinh thường nhìn đối phương. Thần bí tu chân lạnh lùng im lặng, ánh mắt đột nhiên bắn ra hai đạo sát ý, chẳng biết trời cao đất rộng gì cả. Ngu, vô văn hóa, không có tri thức, ta dùng chiến lược khinh bỉ, trêu chọc ngươi để gây áp lực cho ngươi. Ngươi lại tưởng ta tự cao tự đại, thật là vô lại, lưu manh. Thời khắc cuối cùng cũng xảy ra. Thần bí tu chân tế xuất kiếm tiên, toát chỉ thành kiếm, vũ lộng kiếm quyết, chỉ kiếm nhất thời bắn ra đạo đạo kim quang, bao phủ bên ngoài thân thể của hắn. Một tiếng quát nhẹ vang lên, vô số đạo kình khí đột nhiên từ khối kim quang bạo phát, gào thét bắn ra bốn phía. Long quyển phong hung dữ, phong cuồng như trời long đất lở. Trước mắt Lưu Phong sáng chói, một đoàn kim sắc quang mang phóng lên cao sau đó nhanh chóng hạ xuống. Một đạo kim sắc kiếm mang chém xuống ngọn núi lớn không xa. Ầm ầm, một âm thanh vang rền nổi lên, ngọn núi cao lớn nhất thời nổ tung. Thần bí tu chân hú lên một tiếng chói lói, lăng không đứng trên vùng đất vừa xuất hiện. Ngọn núi cao trăm trượng lúc nãy đã biến thành một đống đất đá vụn nhỏ. Lưu Phong tận mắt nhìn thấy thực lực của kiếm tiên cường đại như vậy, trong lòng chấn kinh, biến thái như vậy làm sao mà đánh được. Người này chỉ một kiếm cũng đủ làm cho mình biến thành cát bụi. Chênh lệch, không phải, cái này phải gọi là cách biệt. Thần bí tu chân nhìn Lưu Phong trợn mắt, há hốc mồm. Cố ý lộ ra thân thủ, hai tay nhất thời vẽ lên trong không gian, lập tức bốn phía bắn ra một pháp kiếm mờ mờ, kiếm thể hoàn toàn có thể thấy rõ một màu sáng chói. Ngươi cứ biểu diễn đi, đợi lát nữa tiểu bạch khiết của ta sẽ dạy cho ngươi biết thể nào là biểu diễn. Ngay lúc này thì thần bí tu chân, vận khởi kiếm quyết, tế xuất ra pháp kiếm từ trong mi tâm. Kiếm khí bắn ra có thể so với năng lượng mặt trời, tiếng rít chói tai vang lên. Chỉ nghe một tiếng nổ nữa, đống đất đá vừa rồi cũng biến mất không thấy đâu nữa. Lưu Phong lại trợn mắt há hốc mồm. Nhất kiếm này hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của hắn. Theo hắn cảm nhận thì ngay cả khi bản thân tu luyện đến cảnh giới tối cao của Thái Âm Thất Tinh kiếm pháp cũng không có uy lực mãnh liệt như vậy được. Thần bí tu chân ánh mắt khẽ nhướng lên, thu hồi pháp kiếm vào trong mi tâm. Tùy ý tế xuất kiếm tiên trong tay, một ngón tay điểm lên. Kiếm quang bạo thiểm, một đạo kim sắc kiếm khí bắn tới Lưu Phong. Lưu Phong tự nhiên không dám coi thường, quát lên một tiếng. Nhuyễn kiếm trong tay vươn thẳng, bắn ra mấy đạo thực thể màu trắng nghênh đón. Tiên kiếm uy vũ như lôi thần, kiếm khí phát ra như cuồng phong bạo vũ. Kim quang đại thịnh, kiếm quang chói sáng lên tận trời cao, một tiếng nổ đột ngột vang lên. Từ lúc đánh nhau cho đến bây giờ thì hiện trường chỉ là thế cục một chiều. Bạch sắc kiếm quang của Lưu Phong hoàn toàn bị kiếm tiên áp chế. Cũng may là thân pháp hắn cực nhanh nên tuy bị áp đảo nhưng vẫn chưa thua. Thần bí tu chân lạnh lùng quan sát, trong lòng có chút đánh giá. Tiểu tử này tu luyện Thái Âm Thất Tinh kiếm pháp hiển nhiên là không phải kiếm pháp chân chính thoát thai từ Thái Âm Thất Tinh huyền, cho nên căn bản không thể nào phát huy được hết uy lực của Thái Âm Thất Tinh huyền. Bất quá thất tinh bộ còn có chút lợi hại. Lưu Phong chuyển động như gió, nhuyễn kiếm thỉnh thoảng lại bắn ra bạch sắc kiếm khí đầy trời. Thần bí tu chân vũ lộng kiếm tiên nhất thời tạo thành một tấm lưới bao phủ Lưu Phong trong một phạm vi nhất định. Bạch sắc kiếm khí của hắn căn bản không có cách nào đột phá. Tuyệt sắc kiếm tiên lúc này chỉ dùng 3 thành lực lượng nhưng cũng không nên coi thường. Chỉ với 3 thành lực lượng này sử dụng kinh thiên kiếm ý cũng đã làm cho rất nhiều tu chân giả kinh động, chú ý. Trương Thiên Sư, Trương Mỹ Nhân, Phi Nhi, Thánh Nữ, Thánh Sứ Ma Giáo. Ngay cả quái tăng đạo diễn vừa tới Giang Nam cũng truy theo khí tức này tìm đến. Xa đến ngay cả Đạo Đức Chân Nhân, Đình Nhi,
Thiên Tâm đang ở kinh đô cũng cảm ứng được kinh thiên kiếm ý tại ngàn dặm, truy theo khí tức chạy đến. Từ trước tới nay, pháp kiếm của Huyền Tâm Chánh Tông và các môn phái khác đều không giống nhau. Bọn họ được thừa hưởng phương pháp luyện khí từ thời thượng cổ tu chân cho nên pháp kiếm đều có linh tính. Vì vậy ba người dù ở tại kinh đô nhưng vẫn có thể thông qua pháp kiếm cảm ứng được khí tức của Tuyệt Sắc Kiếm Tiên. Lúc này thần bí tu chân quyết định nhanh chóng chấm dứt trận chiến này, hắn đã cảm ứng được vài cỗ khí tức của tu chân đang tiến đến. Chỉ thấy tiên kiếm trong tay bộc phát, ánh sáng chói lòa ngay cả đồi núi cũng bị bao phủ trong ánh sáng này, so với ánh sáng mặt trời còn mạnh hơn vài phần. Người đứng cách đó hàng trăm dặm cũng có thể thấy rõ. Ầm. Một tiếng nổ vang lên, thần bí tu chân, phi thân, lăng không chém xuống một đạo kiếm quang vào Lưu Phong. Lưu Phong, sắc mặt xám như tro, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi, thân thể run lên. Bất quá hắn vẫn dùng toàn lực nắm chặt nhuyễn kiếm nghênh đón. Thái âm thất tinh bộ đồng thời được phát huy đến cực độ, nhanh chóng rời đi khỏi phạm vi bao phủ của công kích đối phương. Ầm ầm. Vị trí Lưu Phong vừa đứng đã mọc lên một đám mây hình nấm do đất bụi và khói lửa tạo thành. Từ phía trên cao của cây nấm, một bóng người từ từ thoát ra. Thần bí tu chân nhìn thấy rõ ràng Lưu Phong ngoại trừ tóc tai có phần bờm sờm thì thân thể không hề bị thương. Ngay lúc này thì tại gần đó Trương Mỹ Nhân, Phi Nhi, đạo diễn, Trương Thiên Sư cùng chạy đến. Nhìn thấy thần bí tu chân, không ai dám tiến lên. Bọn họ hoàn toàn bị khí thế như chiến thần từ thân thể người này làm cho khiếp sợ. Phi Nhi nhìn thấy bộ dạng sắc sơ của Lưu Phong, không ngừng kêu lên, thân thể từ nhỏ đã biến thành đại điểu, đôi mắt to nhìn chằm chằm vào thần bí tu chân. Trương Mỹ Nhân từ xa hô lên, Phong Nhi, chuyện gì vậy? Lưu Phong xoay người lại, lắc đầu nói, Đồ Nhi cũng không biết chuyện gì xảy ra nữa. Thần bí tu chân lẳng lặng đứng ở chân núi, cảm thụ một làn gió thổi qua, hít một hơi thật sâu, một lúc lâu mới mở miệng nói, không nghĩ tới thần điểu lại yêu thương ngươi như vậy. Xem ra đêm nay ta đánh giá ngươi đã sai. Chờ một chút, người này không lẽ vẫn chưa từ bỏ ý định với thần điểu. Nghĩ vậy Lưu Phong nghiêm mặt nói, kiếm tiên tiền bối, người nói sao không giữ lời. Lần trước đã nói thần điểu ở bên vãn bối sẽ rất an tâm, sao hôm nay lại muốn nuốt lời. Chương 196, gặp lại đại tượng huynh. Tiểu tử, ai nói ta nuốt lời? Thần bí tu chân hừ lạnh một tiếng nói tiếp, ta đã nói thì sẽ giữ lời, đây là sự thật. Nếu không thì ta muốn cướp đoạt cũng không ai có thể ngăn cản ta được. Ồ, vậy thì vãn bối yên tâm. Lưu Phong nói xong xoay người quay lại giơ ngón cái về phía Phi Nhi nói, Phi Nhi, hay lắm. Lần này trở về ta nhất định không để cho Linh Nhi bức hại ngươi nữa. Phi Nhi hiểu được tiếng người. Nghe nói không bị ép buộc ăn sâu bọ nữa. Nhất thời vui mừng kêu lên một tiếng. Trên người bốc lên một khối thanh sắc hỏa diễm bộ dạng như muốn tấn công thần bí tu chân, biểu hiện mình rất quan tâm đến Lưu Phong. Thần bí tu chân nhíu mày, ngữ khí có đôi phần hâm mộ, tiểu tử, không ngờ vận khí ngươi lại tốt như vậy. Hay lắm, tu chân giới mấy ngàn năm nay cũng chỉ có vài vị cao nhân thu được thần thú, thần điểu. Bất quá cho tới bây giờ vẫn không có ai như ngươi, được thần điểu tuyệt đối quan tâm như vậy. Nói xong những lời này, thần bí tu chân quay về phía Phi Nhi đang bạo nộ nói vài câu. Bất quá loại ngôn ngữ này không ai có thể hiểu được. Kỳ quái là Phi Nhi sau khi nghe thần bí tu chân diễn thuyết thì bình tĩnh trở lại, thậm chí khôi phục lại hình dáng trước khi biến thân. Mẹ ơi, thật là kinh dị, có thể dụ cho Phi Nhi của ta biến nhỏ trở lại. Lưu Phong cau mày, cao giọng hỏi, kiếm tiên tiền bối, người vừa nói với Phi Nhi gì vậy? Nói tiếng nói của chim. Câu trả lời này làm cho Lưu Phong cảm thấy tò mò. Đáng tiếc mình không thể nắm lấy tay người này hỏi cho bằng được. Tiên tử, ngươi có biết lai lịch của người này không? Người hỏi câu này chính là Trương Thiên Sư. Trương Mỹ Nhân cũng nhíu mày, ta cũng không biết lai lịch của người này. Nhưng dựa theo khẩu khí của Lưu Phong thì dường như là kiếm tiên. Đạo diễn bước lên, kinh hãi hỏi, tiên tử, thiên sư, người này có thể là cường địch. Chúng ta phải cẩn thận một chút. Trương Mỹ Nhân dường như không thích quái tăng đạo diễn, lạnh lùng hỏi, ngươi tới Giang Nam khi nào? Đạo diễn cũng không thèm để ý đến thái độ của Trương Mỹ Nhân, ngược lại mỉm cười, không gạt tiên tử, ta vừa đến đây. Vốn cũng muốn tìm thời gian đến bái phỏng tiên tử, không nghĩ ra chúng ta lại có duyên gặp mặt tại nơi này. Ngươi không phải đi tìm Lưu Phong để đánh nhau chứ? Trương Mỹ Nhân đột nhiên biến sắc nghĩ đến vấn đề này.
Yến Vương Phủ không phải đã từng hành thích Lưu Phong sao? Đạo diễn xuất hiện quả thực làm Trương Mỹ Nhân rất lưu tâm. Đạo diễn vội nói, tiên tử đừng hiểu lầm, lão tăng đến đây không phải do mệnh lệnh mà đến. Ta cam đoan tuyệt đối sẽ không cùng thiếu gia của Phượng Viên gây ra chuyện, như vậy là tốt nhất. Trương Mỹ Nhân mắt tròn trợn ngược lên, trở về thì chuyển lời của ta cho Yến Vương biết Lưu Phong bây giờ là đệ tử chính thức của Phiêu Hương Cốc. Muốn động đến hắn thì cứ thử xem. Tiên tử, lời này là ý gì? Yến Vương Điện Hạ khi nào lại đối phó với thiếu gia của Phượng Viên? Đạo diễn mỉm cười nói tiếp, không dối gạt người. Yến Vương Điện Hạ đối với thiếu gia thập phần ưa thích, khen hắn là nhân tài khó kiếm. Tương lai Yến Vương Điện Hạ đã truyền lệnh nếu có cơ hội nhất định muốn gặp, kết giao với thiếu gia một phen. Như thế mới không uổng phí kiếp làm người, không có gì là tốt nhất. Nếu không đừng trách ta trở mặt. Trương Mỹ Nhân ngữ khí lạnh lùng, hừ hừ nói. Đối mặt với vẻ bề trên vô lễ của Trương Mỹ Nhân, đạo diễn cũng không thể cứ nhịn mãi, sắc mặt đã biến đổi. Lão bây giờ dù sao cũng đại biểu cho Yến Vương Phủ. Phượng Viên của ngươi cho dù là cường hãn cũng vị tất là đối thủ của Yến Phủ. Trương Thiên Sư nhìn thấy vẻ mặt khác thường của hai người, vội vàng cười nói, Hòa Thượng, Tiên Tử, thiết nghĩ lúc này không nên động nộ. Chúng ta bây giờ đang cùng một chiến tuyến. Một câu nhắc nhở này làm hai người tỉnh ngộ ra thần bí kiếm tiên bây giờ chưa thể phân biệt là địch hay là bạn. Cần gì phải cự cãi nhau? Đệ đệ, ngay khi Lưu Phong và Tuyệt Sắc kiếm tiên chuẩn bị nói chuyện tiếp thì từ bầu trời đêm truyền đến một âm thanh mỹ diệu quen thuộc. Nhìn lại đã thấy một đạo nhân ảnh, đáp xuống. Sau khi quang hoa tan hết tức thì hiện rõ ra là Đình Nhi. Từ sau ngày từ biệt ở Di Hồng Viện, cho tới bây giờ Lưu Phong mới gặp lại nàng. Hắn so sánh với lần trước gặp gỡ, quả nhiên Đình Nhi đã thay đổi. Mái tóc phiêu giật nhưng không hề phi tán mà kết lại, tinh xảo khéo léo. Một thân bạch y trắng như tuyết trong đêm lại càng xinh đẹp hơn trước. Hắn là đệ đệ sao? Đình Nhi trong đầu tràn ngập nghi vấn. Bây giờ so với trước đây, bất luận so về thân thể cũng như khí tức toát ra từ cơ thể, Lưu Phong đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn thấy nữ nhân trong lòng xuất hiện, Lưu Phong lập tức quên mất sự tồn tại của kiếm tiên, vội vã chạy lại phía Đình Nhi. Đệ đệ, ngươi như thế nào cũng ở đây. Hiển nhiên nhìn thấy Lưu Phong, Đình Nhi cũng cảm thấy rất vui vẻ. Lần này đến Giang Nam vốn chỉ có đạo đức mà thôi, nhưng Đình Nhi cứ ồn ào quấy nhiễu. Đạo đức chân nhân không thể làm gì khác hơn là đồng ý cho nàng đi theo. Đình Nhi đến, tự nhiên thiên tâm cũng phải đi theo. Nhìn Lưu Phong, Đình Nhi trong ánh mắt lóe lên quang mang khác thường. Đệ đệ, vừa rồi đệ và tiền bối này đánh nhau phải không? Tu vi của đệ dường như lại tăng lên. Tỷ tỷ chúc mừng đệ. Chúc mừng cái gì, đệ không phải cũng như tỷ hay sao? Lưu Phong cười hì hì, vươn tay ôm lấy Đình Nhi. Đình Nhi có chút thẹn thùng, vốn muốn cự tuyệt nhưng lại nghĩ đã lâu không gặp, ôm nhau cũng là bình thường. Bị Lưu Phong ôm lấy, Đình Nhi chỉ cảm thấy một mùi vị của nam nhân hùng hậu tỏa ra từ người hắn. Tâm như nai con hoảng loạn, định buông tay ra nhưng lại bị Lưu Phong dùng lực ghì chặt. Lưu Phong ôm Đình Nhi trong lòng, ngửi mùi hương nhàn nhạt từ người nàng, máu huyết trong người từ từ sôi trào lên. Đình Nhi lại ép sát người nàng vào thân thể của hắn, song nhũ đầy đặn bị lồng ngực vạm vỡ của Lưu Phong đè nén truyền đến một khoái cảm thật kỳ lạ. Lưu Phong lá gan cũng thật là lớn, trong tình huống như bây giờ mà vẫn ngang nhiên lần mò hai tay xuống đặt lên mông nàng. Đệ đệ, đừng! Đình Nhi khẽ a lên một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, cảm thấy hơi nóng từ mông truyền lên, vội vàng đẩy Lưu Phong ra. Trương Mỹ Nhân thấy vậy cũng âm thầm bội phục Lưu Phong. Xú tiểu tử này quả là to gan, luận về sắc đảm quả nhiên là cao thủ, luận về tu chân giới đương nhiên là đệ nhất bại hoại. Đạo đức chân nhân và thiên tâm vốn là muốn ẩn nấp ở một nơi gần đó, bí mật theo dõi sự tình nhưng ai mà biết lại nhìn thấy Lưu Phong và Đình Nhi có hành vi thân mật như vậy. Đạo đức chân nhân thì không nói làm gì, chỉ khẽ niệm vô lượng thọ Phật trong miệng nhưng thiên tâm thì không dễ dàng như vậy. Mẹ nó nữ nhân của ta mà ngươi cũng dám sờ soạng sao? Lưu Phong ngươi thật vô sỉ, ngươi như thế nào có thể bóp mông sư muội của ta? Đó là nơi riêng tư cấm kỵ của nữ nhân, ngươi lại tùy ý phi lễ, ngươi còn có lương tâm hay không? Thiên tâm tức giận, vội vàng từ 9 tầng mây phi thân xuống, chỉ tay vào mặt Lưu Phong, mắng chửi một trận. Ở nơi đây mà muốn làm loạn sao? Lưu Phong ngước đầu, khinh thường nhìn thoáng qua, nói, ta tưởng là ai, té ra là đại tượng huynh. Trách không được nói chuyện lại vô lễ như vậy. Hi hi.
Mỗi lần nghe Lưu Phong gọi Thiên Tâm là đại tượng huynh, Đình Nhi không khỏi bật cười nhớ lại câu chuyện Tiếu Lâm mà hắn đã kể cho nàng. Thấy Đình Nhi cười như vậy, Thiên Tâm càng cảm thấy nóng mặt, bực bội không kể xiết. Hắn cuối cùng vẫn không biết đại tượng huynh là ý nghĩa gì mà mỗi lần nói đến Đình Nhi đều cười to như vậy. Lưu Phong, đại tượng huynh cuối cùng là muốn ám chỉ cái gì? Thiên Tâm vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Lưu Phong hỏi. Ngươi muốn biết? Lưu Phong tà dị mỉm cười. Đúng, ngươi nói cho ta biết đi. Lưu Phong cũng nhân cơ hội này trêu hắn một phen, ta sẽ không nói cho ngươi biết. Trừ khi ngươi cầu khẩn ta, cầu ngươi. Thiên Tâm khóe miệng nhếch lên, phẫn nộ mắng, ngươi là người vô sỉ, ta là ai mà phải cần khẩn ngươi. Lần sau còn để cho ta thấy ngươi sờ mông Đình Nhi sư muội nữa thì ta sẽ cắt cụt hai tay của ngươi. Thiên Tâm năm lần bảy lượt cứ nhắc đến mông của mình, Đình Nhi bất giác nổi giận. Vốn là chuyện này cũng rất mờ mịt, chưa chắc ai cũng thấy nhưng lại bị Thiên Tâm công bố ầm lên làm cho tại đây ai cũng biết Lưu Phong đã sờ vào mông nàng. Đủ rồi, Đình Nhi quay sang nhìn Thiên Tâm quát, Thiên Tâm sư huynh, chuyện của muội không cần huynh quản. Chó cắn Lữ Động Tân, không biết phân biệt người tốt. Nhìn Đình Nhi mắng mình, Thiên Tâm cảm thấy oan ức trong lòng. Lão tử vì ngươi mà xuất đầu lộ diện, ngươi lại phản lại mắng ta. Nếu ngươi không phải Đình Nhi thì ta thèm nhìn đến ngươi chắc. Nghĩ thì nghĩ nhưng Thiên Tâm không dám nói ra. Theo tính tình của Đình Nhi thì khi tức giận sẽ rất là khủng khiếp. Đình Nhi sư muội, xú tiểu tử này sờ soạng. Không đợi cho Thiên Tâm nói hết, Đạo Đức chân nhân ho khan một tiếng, cắt đứt ngay câu nói của Thiên Tâm. Thiên Tâm, im miệng. Thiên Tâm không phải là đệ tử của Đạo Đức chân nhân, nếu không e là hắn đã ăn hai tát. Đều là người trẻ tuổi, thua người ta là do ngươi, ngươi lại làm lộ ra chuyện xấu này ra. Chẳng lẽ muốn cho tất cả người tu chân giới đều biết? Sư thúc tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Tuy hắn không phải là đệ tử của Đạo Đức chân nhân nhưng mọi việc hết thảy đều do lão chỉ huy. Thiên Tâm cũng chỉ biết ngậm miệng, vẻ mặt hiện rõ sự ủy khuất. Tiểu tử, thân mật như vậy đủ rồi. Tuyệt sắc kiếm tiên dường như cũng hơi bất mãn với hành vi của Lưu Phong, lạnh lùng nói, thân mật đủ rồi, mau lại đây, ta có cái này cho ngươi. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 197, Hạo Thiên Kiếm. Tiền bối muốn đưa cho ta một vật, chúng ta không đánh nhau nữa chứ? Lưu Phong thần sắc đầy vẻ nghi hoặc hỏi. Tuyệt sắc kiếm tiên hừ một tiếng, dựa vào một chút tu vi chó mù, mèo què của ngươi mà muốn đánh nhau với ta. Vậy là tiền bối, không định giết vãn bối. Lưu Phong khẽ thở phào một hơi nhẹ nhõm. Tuyệt sắc kiếm tiên cười mắng, ngươi thế nào mà giống như đầu gỗ vậy? Nếu ta thực sự muốn giết ngươi thì một kiếm cũng đủ chém ngươi thành trăm mảnh rồi, cần gì phải tốn công như vậy? Thì ra là người muốn thử bản lãnh của vãn bối. Lưu Phong cuối cùng cũng thông suốt, hiểu được ý muốn của tuyệt sắc kiếm tiên. Cũng may là ngươi không đến nỗi ngu lắm. Tuyệt sắc kiếm tiên cũng không hề để ý đến ánh mắt kinh ngạc của mấy người tu chân tại hiện trường mà nhìn Lưu Phong nói tiếp. Thái âm thất tinh huyền lợi hại là không sai nhưng nhuyễn kiếm và kiếm pháp của ngươi quá kém, không cách nào phát huy được toàn bộ uy lực của thái âm thất tinh huyền. Nói như vậy là tiền bối muốn cấp cho vãn bối vũ khí. Lưu Phong tư duy trong đầu nhanh chóng xoay chuyển. Có thể nói như vậy. Tuyệt sắc kiếm tiên nói, ta có một món quà tặng cho ngươi là một thanh tiên kiếm và pháp quyết chân chính thái âm thất tinh kiếm pháp. Đạo Đức chân nhân nghe vậy, sắc mặt biến đổi, vội bước lên trước, cung kính nói, xin hỏi vị tiền bối này có phải danh xưng tuyệt sắc kiếm tiên trong truyền thuyết? Kiếm tiên không thèm quay đầu lại, lạnh lùng nói, không nghĩ tới đồ tử đồ tôn của Huyền Tâm Chánh Tông còn có người nhớ đến thân phận của ta. Quả nhiên là tiền bối. Đạo Đức chân nhân nghe xong kinh hãi, cung kính hành lễ, Huyền Tâm Chánh Tông đệ tử Đạo Đức chân nhân xin ra mắt sư thúc tổ. Sư thúc tổ. Thiên Tâm nghe vậy, trong lòng mừng rỡ, thì ra người mạnh mẽ này chính là phe ta. Nghĩ vậy, Thiên Tâm vội vàng bước lên trước, thỉnh an, đệ tử Thiên Tâm xin ra mắt sư tổ. Mẹ nó, không biết sao tên châu bò này lại là tổ tiên của Huyền Tâm Chánh Tông. Hắn rõ ràng là chê bai miệt thị Huyền Tâm Chánh Tông cơ mà. Chả hiểu chuyện gì xảy ra nữa, Lưu Phong quyết định im lặng xem diễn biến. Dù sao gã châu bò này đối với mình cũng không tệ lắm. Được rồi, đừng tìm ta nhận bừa quan hệ lên. Đạo Đức tiểu bối,
Nếu ngươi đã biết được lai lịch của ta thì cũng phải biết ta và Huyền Tâm Chánh Tông sớm đã cắt đứt quan hệ. Kiếm Tiên đối với kiến lễ của đám hậu bối không hề hài lòng, ngược lại trong mắt lại toát ra một sự lạnh lùng, hiểm độc. Lưu Phong thấy vậy, trong lòng mừng như điên, bộ dáng oai phong bước lên nhìn Tuyệt Sắc Kiếm Tiên nói, tiền bối. Gia sự của người vãn bối không nên tham gia nhưng vãn bối vẫn thắc mắc đích thật tiền bối là tổ tông của Huyền Tâm Chánh Tông sao. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên dường như không muốn đề cập đến chuyện cũ, nghe Lưu Phong hỏi vậy, vẻ mặt hết sức khó coi, không hỏi linh tinh nữa. Lưu Phong vốn muốn tiếp tục hỏi nữa nhưng thanh âm của Bạch Khiết trong đầu hắn vang lên, tiểu tử, đừng hỏi nữa. Đó là chuyện hắn rất kiêng kỵ, ngươi nên nghĩ biện pháp để hắn giao cho ngươi tiên kiếm và kiếm pháp có phải hay hơn không? Lưu Phong không cho là đúng, Bạch Khiết ma đam, ngươi sai rồi, ta không muốn bị hắn đánh lần nữa. Tuyệt Sắc Kiếm Tiên nói về kiếm đạo thì trong tu chân giới không ai bằng hắn, nếu có thể học được một chút bản lĩnh của hắn sẽ rất có lợi. Tiền bối, người không phải nói có một món lễ vật cho vãn bối hay sao? Nếu ngay cả Bạch Khiết cũng nói là đúng thì Lưu Phong tuyệt không thể bỏ qua cơ hội này. Thiên Tâm thấy tổ tông của mình cho tình địch lễ vật, trong lòng nổi lên sự ghen ghét, hận không thể ngay lập tức chém Lưu Phong thành muôn vạn mảnh nhỏ. Sư Thúc, nhanh nói cho tổ sư ra biết Lưu Phong và Huyền Tâm Chánh Tông chúng ta giờ đây có khả năng đối đầu. Có bảo vật gì thì nên truyền cho đệ tử mới phải. Thiên Tâm nhỏ giọng thúc giục. Đạo Đức Chân Nhân tức muốn nổ đom đóm, chỉ tiếc không thể tự tay tát cho tên sư điệt ngu ngốc này hai tát. Còn nói là thiên tài là huyền thoại, ngay cả biểu hiện cũng thật là thất vọng. Lão nhân gia đã sớm nói cùng Huyền Tâm Chánh Tông chấm dứt quan hệ. Ngươi lại muốn nói cái rắm gì nữa? Đây là Hạo Thiên Kiếm. Kiếm Tiên lấy từ trong người ra một thanh tiên kiếm toàn thân trong suốt, giơ lên, trầm giọng, kiếm này có linh tính, ngươi có thể sở hữu được nó hay không thì còn phải xem vào tạo hóa của người nữa. Nói đến đây, Hạo Thiên Kiếm lập tức bay lên không trung, kim quang chớp lóe, chiếu sáng cả tứ phương. Mau đi chế ngự Hạo Thiên Kiếm, thanh âm của Bạch Khiết trong đầu Lưu Phong nhanh chóng truyền đến. Lưu Phong vội vàng phi thân tiến lên, xuyên qua vạn trượng hào quang của Hạo Thiên Kiếm, hai tay nắm chặt lấy chuôi kiếm. Bất quá chuyện lại không thuận lợi như hắn nghĩ. Hạo Thiên Kiếm tựa hồ không chịu khuất phục trước Lưu Phong. Một cỗ cường đại lực lượng từ thân kiếm truyền đến. Nếu Lưu Phong không sớm chuẩn bị thì e Hạo Thiên Kiếm đã vụt khỏi tay, không được dừng lại, không được buông tay. Có thể trở thành chủ nhân của Hạo Thiên Kiếm hay không thì ngươi phải dựa vào chính mình. Kiếm Tiên cau mày, sắc mặt có vẻ trầm trọng, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Lưu Phong không dám chậm trễ, trong lòng biết chắc đây là bảo vật, dụng hết lực lượng toàn thân, nắm chặt lấy chuôi kiếm. Bất quá phản lực từ Hạo Thiên Kiếm truyền lại cũng càng ngày càng tăng lên. Thời gian không lâu, hổ khẩu của Lưu Phong đã bị phản lực chấn động, máu tươi không ngừng rỉ ra. Đình Nhi có chút lo lắng, bất chấp thể diện của mình, la lớn, đệ đệ, cố lên, không đầu hang, đệ nhất định là làm được. Trương Mỹ Nhân mặc dù không thích Lưu Phong lắm nhưng biết Hạo Thiên Kiếm nếu rơi vào tay Lưu Phong thì Phiêu Hương Cốc không nghi ngờ gì nữa chính là chuyện rất tốt. Vì thế nàng cũng nhanh chóng cổ vũ cho hắn, Phong Hy, cố lên, ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ thành công. Trương Thiên Sư cũng vừa mừng vừa lo, Lưu Phong, hai tử này quả nhiên vận khí rất tốt, ngay cả Tuyệt Sắc Kiếm Tiên trong truyền thuyết cũng giúp đỡ. Nếu hắn có thể thu được Hạo Thiên Kiếm thì tương lai sẽ trợ giúp được cho hắn rất nhiều. Công tử, không được buông ra, ngươi nhất định phải thành công. Trương Thiên, Sư Huy Vũ quyền đầu, lên tiếng cổ vũ. Tại nơi này chỉ có Đạo Đức Chân Nhân, Thiên Tâm và Quái Tăng Đạo Diễn là không lên tiếng. Trái lại trong lòng lại âm thầm cầu khẩn Lưu Phong không thành công. Hắn vốn dĩ là ở vị trí đối địch với bọn họ, đương nhiên là họ không muốn hắn có được tiên kiếm trong truyền thuyết. Cường đại lực lượng từ Hạo Thiên Kiếm đã khiến cho Lưu Phong dần dần kiệt sức. Thái âm thất tinh huyền trong cơ thể đã vận chuyển đến cực hạn. Kim đan trong đan điền cũng vì vận dụng đến tột cùng nên tối sầm trở thành ảm đạm, không còn lấp lánh như trước nữa. Thân thể của Lưu Phong đã bắt đầu xuất hiện nhưng run rẩy nhỏ. Hai má vốn hồng nhuận cũng trở nên tái nhợt. Hổ khẩu máu chảy ra đã nhiễm hồng cả hai tay nhưng hắn vẫn như cũ không buông tay ra. Lưu Phong đứng trước cơ hội tăng cường lực lượng tốt như vậy hắn không thể nào bỏ qua được. Kiếm Tiên thở dài trong lòng. Xem ra Hạo Thiên Kiếm xuất thế quá sớm. Tiểu tử, nếu không được thì buông ra đi, ta sẽ cấp cho ngươi pháp kiếm. Kiếm Tiên cuối cùng đã lên tiếng khuyên bảo. Uy lực của Hạo Thiên Kiếm lão hiểu rất rõ.
Nếu Hạo Thiên Kiếm vẫn kiên trì không nhận chủ thì Lưu Phong rất có thể bị Hạo Thiên Kiếm gây nên chấn thương, thậm chí còn uy hiếp đến tính mạng của hắn. Lưu Phong lắc đầu, quật cường nói, ta sẽ không buông ra. Bạch Khiết tựa hồ cũng thấy được nguy cơ, vội lên tiếng, không nên. Đừng miễn cưỡng, Hạo Thiên Kiếm xuất thế không hợp thời cơ. Ngươi không thể trở thành chủ nhân của nó được. Mau buông ra nếu không ngay cả tính mạng cũng khó giữ được. Lưu Phong hỏi, buông Hạo Thiên Kiếm ra, trên đời này có còn thanh kiếm nào mạnh hơn nó không? Ngoại trừ thanh tuyệt sắc trong tay người nọ thì tại tu chân giới không còn thanh kiếm nào có thể so đọ với Hạo Thiên Kiếm cả. Câu trả lời của Bạch Khiết càng làm cho Lưu Phong thêm cương quyết. Lách tách. Một vài tiếng nổ nhỏ bắt đầu xuất hiện, Hạo Thiên Kiếm trên thân kiếm bắt đầu bắn ra những tia chớp nhỏ, mục đích muốn đánh văng hai tay Lưu Phong đi. Nhưng hắn vẫn như trước nắm chặt không buông. Ngươi cần gì mà làm vậy chứ? Kiếm tiên giờ phút này có chút hối hận. Nếu sớm biết như vậy đã cho hắn một thanh pháp kiếm, cho dù uy lực không bằng Hạo Thiên Kiếm nhưng cũng có thể bảo đảm tính mạng cho Lưu Phong. Vốn là vì thấy Lưu Phong tu luyện thái âm thất tinh huyền nên muốn giúp hắn, không ngờ lại là hại hắn. Không buông ra, không buông ra. Mặc cho Hạo Thiên Kiếm phản kháng như thế nào, Lưu Phong vẫn kiên trì giữ chặt, trong lòng không ngừng tụng niệm câu khẩu ngữ trên. Mắt nhìn thấy lực lượng của hắn dần bị tiêu hao hết, mọi người dần đã trở nên lo lắng. Chưa thu phục được Hạo Thiên Kiếm thì e là hắn đã bị Hạo Thiên Kiếm hủy diệt. Đình Nhi cố gắng đến gần Lưu Phong, giúp hắn chống cự Hạo Thiên Kiếm nhưng chỉ đến được cách Lưu Phong ba thước thì bị một đạo kiếm ý cường đại ngăn cản lại. Trương Mỹ Nhân và Trương Thiên Sư cũng thử nhưng vẫn đồng dạng thất bại. Kiếm tiên thở dài một hơi, vô dụng. Hạo Thiên Kiếm là thượng cổ thần binh, các chủ nhân trước đây đều là kiếm tiên. Bây giờ đã là vật vô chủ nhưng trong thân kiếm đã ẩn chứa vô thượng kiếm ý của các chủ nhân trước đây. Ngay cả ta e là cũng không thể đến gần được. Đình Nhi nóng nảy kêu lên, tiền bối, chúng ta bây giờ nên làm gì? Không lẽ nhìn hắn bị Hạo Thiên Kiếm hại chết? Kiếm tiên hừ lạnh một tiếng, nói bậy. Hạo Thiên Kiếm là chính nghĩa chi kiếm. Nó không hại người. Nếu Lưu Phong phải chết thì cũng là vì lòng tham của hắn. Nếu hắn không tham thần binh thì mau buông tay. Tiền bối, bất kể là người nói thế nào nhưng chuyện này cũng là do người gây ra. Hy vọng người có thể cứu hài tử này. Trương Mỹ Nhân cũng hiểu được nếu Lưu Phong chết đi thì nàng sẽ không biết trả lời thế nào với ba vị tỷ tỷ. Nhất là nhị tỷ, tam tỷ. Những người này mỗi tháng đều phát tin hỏi thăm tin tức của Lưu Phong. Từ việc này có thể thấy được là đối với Lưu Phong hết mực quan tâm. Nếu hắn giờ phút này chết đi thì đối với mình cũng là phiền toái lớn. Hiện tại cứu hắn cũng chỉ có thể là chính hắn. Nếu bây giờ hắn buông tay ra thì sẽ thấy một tia sinh cơ. Kiếm tiên thở dài nói, hết thảy đều là thiên ý. Đệ đệ, mau buông tay ra, buông Hạo Thiên Kiếm ra. Đình Nhi không ngừng thử đến gần Lưu Phong, lớn tiếng khuyên bảo hắn. Chương 198, lại ly biệt. Lưu Phong giờ phút này cũng minh bạch được sự tình thật sự nghiêm trọng, nhưng hối lại cũng đã muộn, Hạo Thiên Kiếm tựa hồ đã dính vào tay hắn, muốn buông ra cũng không được. Thiên Tâm bên cạnh nhìn thấy có chút hả hê, có điều không dám lớn tiếng cười mà thôi. Bộ dạng của ngươi như thế, ngươi còn không chết sao? Quái Tăng đạo diễn tâm tình cũng dị thường khoái trá, đến Giang Nam lần này nhiệm vụ trọng yếu của hắn chính là tìm cơ hội trừ khử Lưu Phong. Bây giờ có thể nhìn thấy Lưu Phong chết đi, thật sự là một việc may mắn. Máu không ngừng chảy ra, sắc mặt Lưu Phong trắng như tờ giấy, đôi mắt sáng ngời lúc này giống như đám tro tàn. Vẻ mặt kiếm tiên bỗng trở nên ảm đạm, nếu không phải hắn suy đoán sai lầm, sự tình sẽ không tới nước này. Lưu Phong mà chết, hắn thật sự không biết phải làm thế nào đối mặt với cố hữu. Tiền bối, cầu xin người cứu đệ đệ. Đình Nhi ngã quỵ trên mặt đất, vẻ mặt đầy mong chờ. Kiếm tiên ngạc nhiên một hồi, đưa tay xuất ra một đạo kình khí vô hình đỡ Đình Nhi đứng lên, lạc giọng nói, xin lỗi, ta cũng có khả năng. Lời này vừa nói ra, cơ hồ mọi người đều nghĩ rằng Lưu Phong chắc chắn phải chết. Đúng lúc đấy, kỳ tích xuất hiện, trên cổ Lưu Phong hiện lên một đạo bạch quang. Rất nhanh, đạo bạch quang nọ hóa thành nhất đạo đồ đằng. Kiếm tiên thoáng kinh hãi, lập tức dùng điểu ngữ nói với Phi Nhi vài câu. Phi Nhi kêu lớn một tiếng, nhất thời biến thân, dương cánh bay lượn, từ giữa không trung phóng đồ đằng nọ. Ngay sau đó, đồ đằng liền trở thành một cái bóng Phi Nhi. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, trong khi đấy không thấy từ miệng Lưu Phong lại xuất ra một đạo bạch quang,
Phi Nhi hóa thành đồ đằng, đột nhiên nhập vào Hạo Thiên Kiếm. Rất nhanh, phản lực trên Hạo Thiên Kiếm bắt đầu tiêu thất, khi sắc Lưu Phong khôi phục một ít, trong mắt thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Một lúc lâu, hắn hai tay giơ cao Hạo Thiên Kiếm lên, nói một câu, cảm ơn ngươi, Phi Nhi. Tận mắt nhìn thấy Lưu Phong sẽ hết đường, nhưng bây giờ lại sống lại, Thiên Tâm vừa tức vừa sợ, sao lại thế, sao lại thế, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra. Lưu Phong hừ lạnh một tiếng, nói, đại tượng huynh ta không chết, ngươi rất thất vọng phải không? Thiên Tâm quả thật là mong Lưu Phong đi tìm chết, nhưng là lời này không thể nói ra. Nhất là không thể trước mặt Trương Mỹ Nhân và Đình Nhi mà nói ra. Khẽ cười một tiếng, Lưu Huynh sao lại nói thế? Ta đương nhiên hy vọng Lưu Huynh có thể thu phục Hạo Thiên Kiếm thành công, có đúng không? Khóe miệng Lưu Phong nhếch lên, tươi cười, như ngươi mong muốn, ta không có chết, đồng thời cũng thu phục Hạo Thiên Kiếm thành công. Đối mặt với Lưu Phong kiêu ngạo, Thiên Tâm cũng như người câm ngậm phải thuốc đắng, muốn nói cũng không nên lời. Chúc mừng Lưu Huynh, chúc mừng Lưu Huynh. Rõ ràng muốn giết người, nhưng không thể không chúc mừng người ta, Thiên Tâm cố nén hơi giận đang oanh tạc trong lòng. Đình Nhi thấy Lưu Phong không có việc gì, liền bước lên phía trước chúc mừng, đệ đệ, ngươi không có việc gì à, thật tốt quá, vừa rồi quá nguy hiểm, thiếu chút nữa dọa ta chết mất. Mắt Lưu Phong vừa xoay vừa chuyển, tiện thể đảo qua ngực Đình Nhi, nhân cơ hội giả vờ tạo ra bộ dáng rất khó chịu. Đình tỷ tỷ, ai nói đệ không có việc gì, đệ bây giờ đứng cũng không xong, người mau đến giúp đệ. Trong lúc Đình Nhi lơ đãng, ma chảo Lưu Phong đã khe khẽ đặt trên mỹ đồn. Đình Nhi thấy sắc mặt Lưu Phong có chút tái nhợt, trong lòng cũng lo lắng không thôi, mặc dù trên đồn bộ cảm giác có nóng lên một cách bất thường, nhưng là không nghĩ đến Lưu Phong đang nhân cơ hội lợi dụng. Lưu Phong trong lòng cũng thầm hô quá đã, thậm chí còn lớn mật khe khẽ miết nhẹ mỹ đồn Đình Nhi một cái. Tuyệt, rất đàn hồi. Lưu Phong trong lòng nao nao, nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng Đình Nhi lại hoàn toàn không biết Lưu Phong này đang xấu xa nhân cơ hội chiếm tiện nghi, ngược lại ân cần hỏi, đệ đệ, ngươi không thoải mái chỗ nào? Lưu Phong không thoải mái chỗ nào? Đương nhiên là phía dưới, ngay khi kích thích mỹ đồn Đình Nhi, cây bổng Lưu Phong đã có chút bành trướng. Tỷ mau ôm chặt đệ không sức để đứng vững. Lưu Phong vừa nói xong, lại càng thêm dùng sức cùng thân thể Đình Nhi dán sát một chỗ, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve hương đồn Đình Nhi. Phía dưới cây bổng càng hung hăng chống lên tiểu phúc Đình Nhi. Trương Mỹ Nhân thấy Lưu Phong suy yếu không đứng nổi, còn tưởng hắn bị nội thương gì nghiêm trọng, vội vàng tới xem. Ai ngờ đến gần một chút, nàng mới nhìn thấy hai tay Lưu Phong chính là đang đặt trên đồn bộ Đình Nhi, nhưng lại thỉnh thoảng miết vài cái. Trương Mỹ Nhân nhất thời hiểu được, tiểu quỷ này là đang nhân cơ hội giở trò. Trong lúc này, Đạo Đức Chân Nhân và Thiên Tâm cũng phát hiện ra quỷ kế của Lưu Phong. Nếu không phải Đạo Đức Chân Nhân giữ chặt Thiên Tâm, phỏng chừng Thiên Tâm đã sớm ghen ghét nổi giận. Đình Nhi toàn thân trên dưới, hắn thích nhất chính là hương đồn màu mỡ kia, Thiên Tâm đến nằm mơ cũng muốn sờ soạng hương đồn co giãn ấy. Nhưng không ngờ giờ phút này, hương đồn lại đang ở dưới tay một nam nhân khác. Đạo Đức Chân Nhân ho khan một tiếng, ánh mắt hướng Trương Mỹ Nhân, ý bảo nàng tiến lên ngăn cản Lưu Phong, tránh để lớn chuyện. Thiên Tâm kia ngoại trừ tu luyện là thiên tài, còn nói về phương diện này thì chính là cái đầu heo a. Nếu muốn tranh đấu cùng Lưu Phong, phiền toái quả cũng không nhỏ a. Trương Mỹ Nhân nhìn thấy Lưu Phong bộ dáng đang ăn đậu hũ, trong lòng tức tối. Tiểu quỷ này đúng là một đại sắc lang. Vì trách những ma phiền không cần thiết mà bước đến, cố tình kinh ngạc, hắng nhẹ một tiếng, Phong Nhi không việc gì chứ. Để sư tôn đến xem giúp ngươi. Nói xong, Trương Mỹ Nhân nhân cơ hội kéo Lưu Phong trong lòng Đình Nhi ra. Lưu Phong vốn còn muốn đùa thêm, nhưng thấy Trương Mỹ Nhân cố ý phá hư chuyện tốt của mình cũng không dám tiếp tục, không thể làm gì hơn là cười khổ, làm bộ cho Trương Mỹ Nhân xem. Sư tôn, người phá chuyện tốt của Đồ Nhi. Hai người đứng gần, Lưu Phong nhân cơ hội nói. Trương Mỹ Nhân thấp giọng nói, xú tiểu tử, sờ mó chưa đủ sao, sờ xuống tí nữa là có tai nạn chết người. Trương Mỹ Nhân đưa tay chỉ Thiên Tâm đang muốn nổi điên. Lưu Phong hiểu ý, bất quá khóe miệng tươi cười coi thường. Nói về tán gái, Thiên Tâm không phải là đối thủ của hắn. Sự tình cơ bản cũng rõ ràng, Đạo Đức Chân Nhân sợ nếu nán lại thêm, Lưu Phong và Đình Nhi lại xảy ra sự tình gì nữa, quyết định ngay tức khắc trở lại kinh đô. Lần này dựa vào sơn môn pháp bảo thì không toa, mới có thể trong thời gian ngắn quay về Giang Nam, nói đến thu hoạch cũng thật là lớn.
ít nhất hắn cũng thấy được vị kiếm tiên trong truyền thuyết của Huyền Tâm Chính Tông. Mặc dù nhân gia bây giờ không thừa nhận thân phận ở Huyền Tâm Chính Tông, nhưng đạo đức chân nhân cũng không để ý. Tóm lại hắn xuất thân là từ Huyền Tâm Chính Tông là được. Về một trường phong ba năm đó, không có quan hệ với bọn hậu bối này. Sư thúc tổ, đệ tử đạo đức chân nhân còn có việc riêng, không thể ở lại đây. Có thời gian, kính mời sư thúc tổ về sư môn một chuyến, chỉ điểm cho bọn đệ tử hậu bối. Đạo đức chân nhân sau khi nói xong thì quỳ xuống. Bối phận chênh nhau quá lớn, lễ tiết bình thường vẫn không đủ tôn kính. Đối mặt với đại lễ của đạo đức chân nhân, kiếm tiên hừ một tiếng, nói, đạo đức tiểu tử, bổn tôn nói lại cho ngươi một lần, ta và Huyền Tâm Chính Tông đã sớm không có quan hệ. Gì? Trong mắt đệ tử, người vĩnh viễn là sư môn tiền bối. Sau khi dập đầu hành lễ, đạo đức chân nhân mới đứng dậy, mang theo Đình Nhi và Thiên Tâm cáo biệt Trương Mỹ Nhân, Trương Thiên Sư mấy người. Vừa mới gặp lại đã phải chia lìa, Lưu Phong và Đình Nhi không hề mong muốn. Đệ đệ, nghe nói bệ hạ đã tứ hôn cho ngươi và Ân Tố Tố, tỷ tỷ chúc mừng ngươi trước. Đình Nhi ở kinh đô, đã sớm biết tin tức. Lưu Phong có chút xấu hổ, Đình tỷ tỷ, ngươi hãy nghe đệ nói. Quên đi, ngươi không cần phải giải thích. Đình Nhi ngắt lời Lưu Phong nói, ta biết, ngươi căn bản muốn nói với ta thế nào. Đình tỷ tỷ, đệ viết thư giải thích rõ ràng cho tỷ được không? Lưu Phong có chút có tật giật mình. Đình Nhi thở dài một tiếng, gật gật đầu, nói, ta đợi thư của ngươi. Đình tỷ tỷ, sau khi trở về nhớ nhớ đệ nhé. Đệ đệ, ngươi không phải rất hư nhược sao? Như thế nào bây giờ bộ dáng lại như xanh long hoạt hổ vậy? Đình Nhi đột nhiên hỏi, đệ, này, Lưu Phong nhất thời lắp bắp không biết nói cái gì. Đình Nhi cười, đưa tay dí lên trán Lưu Phong một cái, nói, ngươi nha, càng ngày càng giống một đại sắc lang, đừng tưởng ta không biết ngươi vừa rồi làm cái gì. Đình Nhi không phải kẻ ngu, trái lại nàng rất thông minh, lúc trước Lưu Phong nhân cơ hội lợi dụng sờ mông nàng. Nàng kỳ thật biết rõ, chỉ bất quá, nàng cam tâm tình nguyện giúp Lưu Phong diễn cho xong một vở kịch, để hắn thoải mái một chút. Bất quá nói qua cũng phải nói lại, mỗi lần thân thể tiếp xúc với Lưu Phong, Đình Nhi đều rất kích thích, rất thoải mái. Đình tỷ tỷ, vậy là ngươi nguyện ý để cho ta sờ. Lưu Phong cười hắc hắc, sau đó nghiêm mặt, đưa tay nói, chi bằng cho đệ sờ nữa. Đình Nhi tránh khỏi tay Lưu Phong, làm bộ cả giận nói, ngươi nha, còn tranh thủ chiếm tiện nghi, à. Trước tiên chờ ngươi viết thư giải thích, nhớ kỹ, không được dùng lời điềm ngôn mật ngữ lừa dối ta. Lưu Phong vội vàng gật đầu, Đình tỷ tỷ, tỷ yên tâm, đệ nhất định sẽ giải thích rõ ràng cho tỷ. Đạo đức chân nhân và Thiên Tâm thấy hai người thầm thầm thì không ngừng, vội vàng thúc giục. Đình Nhi không thể trì hoãn, không thể làm gì khác hơn là cáo biệt, kỳ vọng Lưu Phong có thể nhanh chóng phát triển đến kinh đô. Trong khi xoay người, Đình Nhi thở dài một tiếng, thì thầm hỏi, ngươi thật sự phải cùng Tố Tố cô nương kết hôn sao? Lưu Phong vô thức đáp một câu, ân, vậy chúng ta thì như thế nào? Đình Nhi hỏi những lời này trong khi đã tiến vào thì không toa. Lưu Phong nao nao, muốn mở miệng nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Tình cảm Đình Nhi đối với hắn biết rõ, nhưng chuyện này, với thân phận và địa vị của nàng có nguyện ý làm thiếp không? Cho dù Đình Nhi nguyện ý làm thiếp, Huyền Tâm Chính Tông có đáp ứng không? Phiền toái a, thật phiền toái. Ngẫm lại chuyện sau này, Lưu Phong hiểu được cũng đau đầu. Ngươi lo lắng Huyền Tâm Chính Tông phản đối chuyện ngươi và nữ oa nhi kia. Người nói chính là kiếm tiên, hắn. Thấy Lưu Phong cau mày, chậm rãi đi tới, nhẹ giọng hỏi. Các bạn đang nghe chuyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại Thư Viện Sách Nói miễn phí. truyệnđọcviệt.com Chương 199, Kiếm Tiên Truyền Nghệ. Lưu Phong tâm tình có chút uể oải, hắn không ngẩng đầu, lạnh nhạt nói, đúng vậy, lo lắng gì chứ? Kiếm tiên khinh thường nói, đây là thế giới của kẻ mạnh, chỉ cần ngươi nắm trong tay sức mạnh, thì còn có ai ngăn cản chuyện của ngươi. Lưu Phong nao nao, lập tức trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngẩng đầu lên, đối diện với kiếm tiên cung kính nói, tiền bối, cám ơn người. Vãn bối nghĩ, vãn bối đã hiểu được nên làm gì, hiểu được là tốt rồi. Kiếm tiên thở dài một tiếng, nói, có những người cả đời cũng không minh bạch, ngược lại còn tự mua dây buộc mình, đánh mất đi cơ hội. Lưu Phong trong lúc vô ý thấy được sự cô đơn trong mắt kiếm tiên, hắn bắt đầu hoài nghi, những người kiếm tiên muốn nói đến rất có thể là ông ta.
Trong lúc tiếp tục suy nghĩ, lại nghe thanh âm kiếm tiên, thời gian không còn sớm, bấy giờ ta chính thức truyền cho ngươi thất tinh kiếm quyết. Hy vọng ngươi có thể dụng tâm học, không nên làm nhục Hạo Thiên kiếm, cũng không nên phụ kỳ vọng của thần điểu đối với ngươi. Nói đến Phi Nhi, Lưu Phong vội hỏi, tiền bối, Phi Nhi không có việc gì chứ? Trong mắt kiếm tiên hiện lên một tia kỳ dị, hỏi lại, đồ đằng phong ấn sao lại có? Với tu vi của người không thể có khả năng làm được. Lúc trước nếu không phải bất ngờ xuất hiện đồ đằng phong ấn, Lưu Phong lúc này đã sớm bị Hạo Thiên thôn phệ mà chết. Thi triển đồ đằng phong ấn, tối thiểu phải có tu vi nguyên anh kỳ. Kiếm tiên thật sự không nghĩ ra Lưu Phong chỉ là người tu chân đến kim đan kỳ, hắn như thế nào lại làm được. Lưu Phong nghe vậy lắc đầu, nói, tiền bối, mỗi người đều có bí mật của riêng mình, thứ lỗi ta không thể nói cho ngươi chuyện đồ đằng phong ấn. Đồ đằng phong ấn là do Bạch Khiết thi triển trước khi rơi vào giấc ngủ say. Câu nói sau cùng của nàng chính là muốn Lưu Phong không được nói gì với kiếm tiên. Nhận được ân huệ của người ta hiển nhiên phải báo đáp, Lưu Phong tự nhiên ghi nhớ lời dặn dò của Bạch Khiết. Trong mắt kiếm tiên hiện lên tia tức giận, nhưng cuối cùng lại không hỏi tiếp. Lưu Phong lại hỏi, tiền bối, Phi Nhi cuối cùng không có việc gì chứ? Ngươi thi triển đồ đằng phong ấn, ngươi không biết sao? Lưu Phong nói làm cho kiếm tiên có chút hoài nghi, có lẽ đạo phong ấn thật sự không phải do Lưu Phong làm ra. Như vậy, nếu không phải Lưu Phong làm ra vậy rốt cuộc là ai? Chuyện này không thể giải thích, trừ phi Lưu Phong nguyện ý nói thật tình. Tiền bối, vãn bối thật sự không biết. Lưu Phong có chút khẩn trương. Kiếm tiên suy nghĩ một chút trầm giọng nói, Phi Nhi không có việc gì, bất quá nó không còn tự do, trừ phi có một ngày ngươi có thể chính thức chế ngự Hạo Thiên kiếm. Đến lúc đó, Phi Nhi mới có thể tự do. Tại sao lại như vậy? Lưu Phong, không nghĩ tới việc Phi Nhi phó mặc tự do. Nếu không như vậy, bây giờ ngươi đã là người chết. Kiếm tiên giải thích, Phi Nhi cam tâm bị phong ấn, chính là muốn dùng lực lượng bản thân để áp chế kiếm ý Hạo Thiên kiếm tự sinh ra. Cũng chỉ có như vậy, ngươi mới có thể tạm thời thu phục được Hạo Thiên kiếm. Phải mất bao lâu vãn bối mới chế ngự được Hạo Thiên kiếm? Cái này không thể nói trước. Kiếm tiên trầm tư một lúc, nói, từ kinh nghiệm mà nói, tu vi của ngươi ít nhất phải đạt đến nguyên thần kỳ. Nếu không, ngươi vĩnh viễn không có cách chính thức chế ngự Hạo Thiên kiếm, tu vi nguyên thần kỳ. Lưu Phong thiếu chút nữa té xỉu, phải biết rằng tu vi của hắn bây giờ mới đạt đến kim đan kỳ, đừng nói đến nguyên thần, ngay cả nguyên anh cũng không dám mơ tưởng. Thế nào? Tiểu tử, ngươi chán nản rồi sao? Mọi chuyện là do người, chỉ cần ngươi nỗ lực, chuyện không thành cũng sẽ thành. Kiếm tiên cổ vũ nói. Lưu Phong uể oải nói, vãn bối sẽ cố gắng. Chỉ là đường kim tu chân giới cảnh giới cao nhất bất quá cũng chỉ là nguyên anh kỳ. Người xem vãn bối khi nào có thể tu đến nguyên thần kỳ. Điều này có thể được không? Sao lại không có khả năng? Kiếm tiên ngữ khí nghiêm trang nói, pháp quyết ngươi tu luyện chính là chính tông đạo gia tuyệt học. Nếu ngươi ngay cả nguyên thần kỳ cũng tu luyện không được, vậy ngươi đâu phải người, mà là một cái đầu heo ngu ngốc. Không nên tin tưởng lời ma quỷ của bọn ngụy quân tử, cái gì cao thủ, chó má của huyền tâm chính tông. Phải biết rằng, năm xưa khi ta vừa mới tu chân, nguyên anh kỳ cũng bất quá chỉ là tiêu chuẩn nhập môn. Tu hành không cảnh giới, dù có thành tiên thành thần, cũng phải tự mình đột phá đến cảnh giới mới. Quên đi, không cần nói đến chuyện này, ta trước tiên truyền cho ngươi thất tinh kiếm quyết. Nói xong kiếm tiên đột nhiên đưa hữu thủ đặt lên trán Lưu Phong, dặn dò, lát nữa có chút đau đớn, ngươi phải cố nhịn. Lưu Phong nghĩ những lời này rất quen tai, nhớ lần trước Bạc Khiết truyền thái âm thất tinh huyền cũng nói như vậy, kết quả là có chút đau đớn, thiếu chút nữa khiến hắn ngất xỉu. Buông lỏng tâm thần, quả nhiên, lần này đau đớn cũng không kém lần trước. Cũng may thời gian không kéo dài, một lát sau, trong đầu Lưu Phong đã xuất hiện rất rõ ràng thái âm thất tinh huyền cùng với kiếm quyết. Ta cùng ngươi thử mấy chiêu. Kiếm tiên dặn dò, dùng Hạo Thiên kiếm quyết cũng với ta thử kiếm, toàn lực thi triển. Trong lúc đả đấu ta sẽ chỉ điểm kiếm đạo cho ngươi. Nói xong kiếm tiên đã xuất ra một thanh tiên kiếm phát sáng rực rỡ. Lưu Phong ngẩng đầu nhìn lên, thấy kiếm kia mặc dù nhìn bình thường nhưng phong quang lẫm liệt, quang mang lóe ra. Bắt đầu. Kiếm tiên vừa dứt lời, tiên kiếm trong tay nhìn thấy bình thường đột nhiên biến hóa trở nên phiêu giật linh động, mũi kiếm phảng phất một tia kiếm khí xanh biếc trong suốt mà lẫm liệt. Phía trên hình như có một đạo hồng quang mông lung mỹ lệ bao phủ. Kiếm này có tên Tuyệt Thế Kiếm, trước kia do một đại kiếm tiên rèn nên,
bổn tôn may mắn trở thành chủ nhân của nó, cả đời chỉ dùng 3 lần. Kiếm tiên rung tay, lưỡi kiếm như sóng nước xanh biếc lấp lánh, phảng phất sự quý mến và trân trọng. Hàn khí toát ra xuyên qua mũi kiếm, kiếm tiên nhìn Lưu Phong nói, ngươi toàn lực ra tay, nếu không nhất định sẽ bị thương. Mặc dù là lời nói khách khí, nhưng trong lời kiếm tiên lộ ra khí phách và chiến ý, cũng khiến Lưu Phong khẽ nhíu mày. Không hổ là kiếm tiên chân chính, quả nhiên có phong thái cao thủ. Lưu Phong thầm tán dương, người là kiếm tiên, kiếm tên tuyệt thế, quả nhiên rất có ý nghĩa, rất phong cách. Tiền bối, cẩn thận. Lưu Phong quát nhẹ một tiếng, thân ảnh tức thì nhằm phía kiếm tiên, Hạo Thiên kiếm trong tay cũng phái ra một luồng quang huy chói mắt, đâm thẳng ngực kiếm tiên, kiếm quang bạch sắc khí thế hung mãnh, tựa như lưu tình. Sắc mặt kiếm tiên có chút biến đổi, thân người cũng thoáng di động, trường kiếm trong hữu thủ vung lên, phát ra tầng tầng quang mang rực rỡ nghênh tiếp. Kêu nhỏ một tiếng, Lưu Phong phát động kiếm quyết, Hạo Thiên kiếm trong tay như nhất hạc trùng thiên bay lên, y phục cả người cũng bay phần phật. Hạo Thiên kiếm trên tay Lưu Phong không ngừng phát ra, phá vỡ rào cản của tuyệt thế kiếm, giống như giao long xuất hải, nhất thời trở nên khí thế kinh người. Kiếm tiên mắt thấy kiếm thế kinh người của Lưu Phong, trường bào phồng lên, tuyệt thế kiếm nhất thời hóa thành mấy bức tường khí, tầng tầng lớp lớp áp đến Lưu Phong, như bài sơn đảo hải. Kiếm thế thật lợi hại. Lưu Phong thán phục thốt lên, kiếm quyết biến ảo, đẩy áp lực của kiếm tiên trở lại. Cũng không tệ lắm, kiếm tiên sắc mặt bình tĩnh, hét lớn một tiếng, phảng phất như tiếng sét. Sau đó Lưu Phong chỉ cảm thấy trong mắt sáng ngời, kiếm ảnh sáng lạn chói mắt đã lướt đến. Lưu Phong không dám chậm trễ, hét lớn một tiếng, vội vàng công một kiếm. Bọn Trương Mỹ Nhân 3 người hơi kinh hãi, thầm khen năng lực lĩnh ngộ của Lưu Phong, chỉ trong thời gian ngắn như vậy, hắn lại có thể lĩnh ngộ biến hóa trong kiếm đạo, thật sự khó tin. Xung quanh 2 người khắp nơi đều là kiếm khí tung hoành, sấm chớp lấp lóe. Lưu Phong thầm giật mình, trên tay kiếm tiên mặc dù chỉ có một kiếm, nhưng thế công kia như có thiên quân vạn mã ầm ầm lao đến như thể quét sạch mọi thứ. Mà kiếm tiên lúc này tay khẽ nắm kiếm, không loạn, vạt áo phiêu phiêu giống như không có cử động. Mau, năng lực lĩnh ngộ của ngươi không kém, tiếp tục hướng ta công kích. Kiếm tiên thấy thần thái Lưu Phong có chút uể oải, vội vàng lớn tiếng trách móc. Lưu Phong khóe miệng khẽ tươi cường, tay phát một kiếm, giống như trường hồng quán nhật, cuốn tới kiếm tiên. Kiếm tiên mỉm cười, cánh tay đột nhiên phập phồng như gợn sóng, ngay sau đó cổ tay rung lên, tuyệt thế kiếm trên tay nhất thời xuất ra ra đạo đạo kim sắc kiếm ảnh đánh tới. Lưu Phong chỉ cảm thấy trong mắt hiện ra vô số điểm tinh quang rực rỡ. 2 cổ kiếm thế cường đại rốt cục giao nhau, triệt tiêu nhau hóa thành đám mây tản mát. Đi, keng. Một tiếng kim loại giao nhau vang lên, thần binh trong tay 2 người lần đầu tiên giao nhau. Quái tăng đạo diễn chứng kiến thần uy của Lưu Phong thầm kinh hãi, đối thủ cường đại như vậy tương lai nhất định trở thành họa lớn cho Yến Vương Điện Hạ. Hắn hạ quyết tâm đêm nay nhất định nghĩ biện pháp hủy diệt Lưu Phong. Trương Mỹ Nhân cũng là vui mừng lẫn lộn, Lưu Phong cường đại như vậy đối với Phiêu Hương Cốc đúng là một đại hảo sự, nhưng đối với nàng mà nói không phải là chuyện tốt. Thành tựu Lưu Phong cường đại như thế khiến cho 3 vị tỷ tỷ đối với hắn càng thêm xem trọng. Ngược lại, nàng không thể thay thế địa vị Lưu Phong trong lòng 3 vị tỷ tỷ được. Trong 3 người, người cao hứng nhất chính là Trương Thiên Sư. Trương Thiên Sư đối với Lưu Phong kỳ vọng rất cao, nhất là những sự tình phát sinh gần đây, càng khiến cho hắn suy nghĩ, hiểu được Lưu Phong chính là người hắn đang tìm kiếm. Kiếm tiên thần sắc biến đổi, phát động kiếm quyết, trong phút chốc như phong khởi vân dũng, ngang nhiên đánh ra một kiếm mang khí thế hủy thiên diệt địa, hướng Lưu Phong ập tới. Lưu Phong sắc mặt khẽ biến, một kiếm trước mắt là kiếm thế lợi hại nhất từ khi hắn xuất đạo tới nay. Lưu Phong đã cảm nhận áp lực kinh người từ trong hư không, đến từ mọi phương hướng, mọi góc độ, thậm chí tại trong lòng hắn. Cảm giác như vậy trước kia Lưu Phong chưa từng có. Hạo Thiên kiếm nhanh chóng xuất ra nghênh đón, thân hình Lưu Phong vội xoay chuyển, dựa vào toàn bộ sự nhanh nhạy toàn thân. Hạo Thiên kiếm vô hình phát ra kình khí liên tiếp không thể rõ quỹ đạo, nhìn như hỗn độn, vô tung vô tích, không thể tìm ra, ương ngạnh tiếp lấy kiếm thế của tuyệt thế kiếm. Dưới áp lực cường đại chưa từng có, tu vi bản thân Lưu Phong bị kích thích phát ra cực hạn, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Hạo Thiên kiếm mỗi khi chạm vào kình khí của đối phương thì rung lên. Hơn nữa có thể nghe tiếng không khí ma sát với nhau vang lên tiếng sét. Chương 200, đệ nhất mãnh tướng. Oanh, một tiếng nổ lớn,
Hạo Thiên kiếm rốt cục xuyên qua tầng tầng lớp lớp kiếm khí, cùng tuyệt thế kiếm giao nhau. Kinh khí cường đại này dựa vào sự tiếp xúc trong thoáng chốc, men theo Hạo Thiên kiếm cuốn vào tay Lưu Phong như rời non lấp bể, uy thế hủy diệt tất cả. Trương Thiên Sư hơi kinh hãi, sợ vị kiếm tiên tiền bối này không cẩn thận một cái tiêu diệt nhân tài do mình khổ tâm bồi dưỡng. Lưu Phong ra sức chống đỡ, Hạo Thiên kiếm phát ra âm thanh chói tai, kiếm quang màu trắng giống như tia chớp bắn đi. Phanh! Mặt đất dưới chân Lưu Phong đã không chịu nổi áp lực hắn truyền xuống. Trong tích tắc, tại nơi hắn đặt chân đã trở thành trung tâm, nhanh chóng khuếch tán, nổ tung đi tứ phương tám hướng. Bụi bặm đầy trời, đá vụn rơi như mưa, xung khí tỏa ra ngập trời ngập đất. Đối mặt kiếm thế cường đại như thế, dù cho Trương Mỹ Nhân là cao thủ tu chân cũng chẳng là gì cả. Kiếm thế như vậy mới xứng được với hai chữ kiếm tiên. Kiếm tiên tự, hồ cố tình bức bách tiềm lực của Lưu Phong, không đợi hắn có cơ hội thở một chút, tuyệt thế kiếm đột nhiên nâng lên, tại không trung vẽ nên một đường cong đáng sợ, một lần nữa xuất ra bạo trảm. Lưu Phong trầm giọng quát một tiếng, phóng lên cao, Hạo Thiên kiếm giơ quá đỉnh đầu, trong tích tắc đẩy nội lực lên đến cực hạn. Một đạo hào quang chói lòa từ trên trời giáng xuống, Hạo Thiên kiếm xẹt qua không trung, phát ra tiếng rít kinh tâm động phách, nên đón kiếm thế phô thiên cái địa kia. Quái tăng đạo diễn trợn mắt há hốc mồm, ánh mắt chói lòa không thể phân biệt được, duy chỉ nhìn thấy kiếm thế kia đầy trời tựa như lưu tinh công kích vậy. Kiếm tiên gật đầu, tuyệt thế kiếm trong tay chợt phóng ra quang mang chói mắt, tựa như mặt trời ban ngày. Cùng lúc đó, Lưu Phong huýt một tiếng sáo dài, tiếng huýt gió cao vút vượt 9 tầng mây. Kèm theo tiếng huýt gió ấy, Hạo Thiên kiếm trong tay hắn xuất ra hào quang kinh thiên. Lập tức, một tiếng nổ kinh thiên truyền ra, binh khí hai người lại giao nhau một lần nữa. Tiếng nổ mạnh trôi qua, trong không trung tràn ngập kiếm khí, thân ảnh kiếm tiên dần trở nên rõ ràng, ánh mắt hắn như xuyên thấu vào người Lưu Phong. Lưu Phong vững vàng đứng giữa không trung, ngoại trừ sắc mặt có chút tái nhợt, cũng không có gì đáng ngại. Tiểu tử rất khá, có thể đỡ được ba thành công lực của ta, khóe miệng kiếm tiên lộ ra vẻ tươi cười. Lưu Phong khẽ mỉm cười, đa tạ kiếm tiên tiền bối truyền nghệ. Kiếm tiên lạnh nhạt nói, ngươi không cần cảm ơn ta. Ta bất quá thấy ngươi luyện thái âm thất tinh huyền nên mới quyết định chỉ điểm ngươi chút ít. Nói cho ngươi biết, thái âm thất tinh huyền là tuyệt học năm xưa của một vị bạn cũ của ta, ngươi đã có duyên tập nó, không thể làm nhục tuyệt học này. Nếu không, ta sẽ phế ngươi đi. Lưu Phong có chút động tâm, nghiêm nghị sắc mặt nói, tiền bối, người yên tâm, tiểu tử mặc dù bất tài, nhưng cũng sẽ không làm nhục tuyệt học này. Hy vọng là như vậy. Kiếm tiên trầm giọng nói, tu luyện là không giới hạn, hy vọng ngươi sẽ cố gắng tu luyện, không nên lười biếng. Hôm nay từ biệt, sau này gặp lại, nếu ngươi không có cách nào chống cự bốn thành công lực của ta, ngươi sẽ lãnh hậu quả. Nói xong những lời này, không đợi Lưu Phong trả lời, tuyệt sắc kiếm tiên đã khởi hành phi kiếm, hóa thành một đạo sáng mờ, bay về phía trước. Công tử, thật đáng mừng a! Lão đạo chúc mừng ngươi đoạt được Hạo Thiên kiếm, rồi lại được đặc ân của kiếm tiên tiền bối. Trong ba người, Trương Thiên Sư chính là người vui mừng nhất. Lưu Phong là nhân tài do hắn bồi đắp, hảo vận của Lưu Phong hôm nay đối với hắn mà nói là chuyện tốt không ngờ. Trương Mỹ Nhân giờ phút này như trước nửa mừng nửa lo, trong lòng thật khó diễn tả được tâm trạng. Quái tăng đạo diễn cũng qua chúc mừng vài câu, rồi lập tức cáo từ. Lưu Phong sau khi biết được thân phận của quái tăng đạo diễn, hơi kinh hãi, vội vàng nói, Lão Thiên Sư, Tứ Sư Tôn, người này chính là đệ nhất mưu sĩ dưới tay Yến Vương. Trương Thiên Sư có chút kinh ngạc, công tử cũng đã nghe qua người này. Lưu Phong tiếp theo hỏi, Lão Thiên Sư, ngươi biết rõ người này, hắn chính là người đã tự xưng mình sinh ra để tạo phản. Trương Thiên Sư rất là kinh ngạc, đạo diễn quả thật vẫn đều cho rằng hắn tạo phản sự nghiệp cả đời hắn, nhưng điều này cơ hồ rất ít có người biết. Nhưng bây giờ lại từ miệng Lưu Phong nói ra. Tứ cô nương, lời này là ngươi nói cho công tử biết. Trương Thiên Sư suy nghĩ một chút hỏi. Trương Mỹ Nhân cau mày nói, Thiên Sư, không phải ta nói. Nói thật, ta cũng lần đầu tiên nghe về người này. Công tử, ngươi làm thế nào biết được? Trương Thiên Sư ngạc nhiên hỏi. Lưu Phong mỉm cười, khóe miệng lộ ra một nụ cười thần bí, nói, thiên cơ không thể tiết lộ. Ngừng lại một chút, Lưu Phong lại nói, Lão Thiên Sư, người này chính là mối họa lớn a. Tương lai nếu Yến Vương khởi sự, người này tuyệt đối là nhân vật lợi hại. Trương Thiên Sư càng kinh hãi, công tử, ngươi sao biết Yến Vương nhất định sẽ khởi sự?
Trương Mỹ Nhân nghe vậy tiếp lời, thiên sư, ý đồ của Yến Vương, mọi người đều biết, điều này còn phải hỏi sao? Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta về trước đi. Lưu Phong âm thầm cảm kích Trương Mỹ Nhân, nếu không phải nàng cắt đứt câu hỏi của Trương Thiên Sư, hắn thật không biết phải ứng phó như thế nào. Quái Tăng đạo diễn làm cho Lưu Phong lại hoài nghi Hoa Hạ đế quốc cũng sẽ tương tự như Vương Triều Đại Minh trong lịch sử Trung Quốc. Nghe nói năm đó Yến Vương tạo phản thành công, hơn nửa công lao đều vì người này. Người này học phú ngũ sa, bụng đầy kinh luân, tinh thâm binh pháp cùng việc trị quốc, là nhân tài hiếm hoi. Ngày thứ hai, Vương Đức Vọng sai người đưa tới mật hàm của quân bộ triều đình, yêu cầu Lưu Phong đi đến thủ bị phủ hội đàm về việc dẹp loạn. Sau khi Lưu Phong xem qua mật hàm, lập tức đi tới thủ bị phủ. Vương Đức Vọng tựa hồ đã đợi hắn khá lâu, thấy Lưu Phong đi tới, vội vàng bắt chuyện. Lưu Phong có phần hãnh diện, chắp tay cười nói, đại nhân hà tất phải khách khí như thế. Vương Đức Vọng ha ha cười, nói, công tử là tuần sát sứ Cẩm Y vệ, theo lệ trước, vốn ra ta phải hành lễ với ngươi mới đúng. Đại nhân đừng quên, ta bây giờ chính là phó thủ của ngươi. Lưu Phong nói đùa một chút. Đã như vậy, chúng ta tự xưng hô như thế nào? Vương Đức Vọng đề xuất. Đại nhân khách khí rồi, đều là người một nhà, chúng ta sẽ không cần lễ này. Người một nhà. Vương Đức Vọng trong lòng mừng rỡ, vội vàng nói, công tử, hôn sự giữa ngươi và Đông Đông nhà ta, ngươi xem lúc nào nói chuyện thích hợp. Trái lại, đại nhân này nghe tai nọ sọ tai kia, hắn nói đều là người nhà, chủ yếu là nói về Vương Bảo Nhi, lão đại nhân lại hiểu nhầm. Lưu Phong nghiêm nghị sắc mặt, nói, đại nhân, hôm nay bàn về việc công, không nói chuyện chuyện tư, việc dẹp loạn là việc quan trọng, thiết nghĩ chúng ta không thể mất cảnh giác. Vương Đức Vọng nao nao, lập tức cười, nói, công tử nhắc nhở rất đúng, đúng là vậy, chúng ta trước bàn việc công, bàn xong việc công rồi, sẽ bàn lại việc tư. Sau đó, vì việc dẹp loạn Sơn Mộc Trấn hai người tiến hành trao đổi ý kiến. Nói là trao đổi ý kiến, kỳ thật ý kiến cũng đều do Vương Đức Vọng đưa ra, một kẻ tân binh như Lưu Phong biết gì mà nói về chiến tranh. Hai người nói chuyện mãi cho đến khi hoàng hôn. Sau đề nghị của Vương Đức Vọng, Lưu Phong quyết định một mình lãnh 3 vạn binh mã, theo đường Già Dương Sơn, tấn công phía sau Sơn Mộc Trấn, cùng đại quân của Vương Đức Vọng hình thành thế gọng kìm. Mới đầu Lưu Phong nghe nói để cho tự mình lãnh binh, hắn không chịu, chỉ đến khi Vương Đức Vọng đồng ý đưa cho hắn đệ nhất mãnh tướng Hàn Tử Vân làm phó thủ, hắn mới đáp ứng. Nói về Hàn Tử Vân này, thì tại Hoa Hạ đế quốc cơ hồ rất ít người không biết tên hắn. Người này tác chiến có dũng có mưu, năm đó đi theo Vương Đức Vọng uy tín dâng cao, lập vô số chiến công. Đáng tiếc người này tính tình cổ quái, là người tránh trực, không nhanh nhạy. Ngoại trừ Vương Đức Vọng, cũng không theo chướng của người nào, đắc tội với không ít người, cho nên dù chiến công rất nhiều, nhưng cuối cùng mới lăn lộn ở Vũ Đức Kỵ úy hàm ngũ phẩm. Ra gần đến cửa, Lưu Phong lại lo lắng hỏi, đại nhân, Hàn Tử Vân thật sự mưu dũng song toàn như ngươi nói chứ, đừng có gạt ta đấy. Công tử, ta nói chính là sự thật. Ngươi nếu không tin, có thể trở về tìm nhân viên tình báo của Cẩm Y vệ hỏi tin tức về Hàn Tử Vân, phòng trừng Cẩm Y vệ các ngươi hẳn là đánh giá được. Nói thật, Lưu Phong hơi lo xa, nếu là bị người lợi dụng, Vương Đức Vọng há có thể kể cho nghe quá khứ về đệ nhất mãnh tướng của mình. Lưu Phong tòng quân lần này mục đích Vương Đức Vọng là rất rõ ràng, đó chính là nhân cơ hội lập quân công. Tương lai là nhạc phụ của hắn, Vương Đức Vọng tự nhiên muốn tốt cho con rể một chút. Nói đến lập quân công trong quân đội cũng không phải việc khó, nhưng là dựa theo những tai tiếng của Lưu Phong lúc trước hiển nhiên không tốt cho lắm. Nếu bám sát nguyên soái sẽ không thể nổi bật lên được, mặc dù không phải việc lớn, có thể có chút công lao nhỏ. Nhưng làm như vậy, rất dễ làm binh lính và quan quân xem thường. Vì thế, Vương Đức Vọng quyết định để cho Lưu Phong phải lập được công lớn, dứt khoát cho hắn cơ hội một mình mang binh lập công, để cho hắn đi đường vòng Già Dương Sơn, trấn thủ phía sau phản quân. Đây vốn không phải chuyện khó khăn lắm, hơn nữa với sự hiệp trợ của Vũ Đức Kỵ úy ngũ phẩm Hàn Tử Vân, càng có thể bảo đảm an toàn tuyệt đối. Được rồi, công tử, ngươi không nên đi vội, chúng ta còn chưa nói tới hôn sự của ngươi và tiểu nữ. Vương Đức Vọng vội vàng ngăn cản Lưu Phong, muốn nhân cơ hội nói chuyện cho rõ ràng. Lưu Phong lại nghiêm mặt nói, đại nhân, việc trừ giặc sắp tới, ta không muốn vì tư tình nhi nữ mà phân tâm. Chuyện này chờ chúng ta sau khi thắng trận sẽ tiếp tục thương nghị được không? Vương Đức Vọng suy nghĩ một chút, nói, tốt, cứ quyết như vậy. Sau khi thắng trận, chúng ta sẽ tiếp tục thương nghị.
ngày mai sẽ xuất phát. Đáng tiếc hành quân không cho mang theo nữ nhân, Lưu Phong quyết định đêm nay cùng Liễu Thanh Nghi hảo hảo vui sướng một phen. Miễn sao khi đi chiến đấu không bị tích trữ tinh trùng, ảnh hưởng đến thân thể. Liễu Thanh Nghi tựa hồ cũng biết Lưu Phong ngày mai ra trận, buổi tối cố ý làm vài món ăn đặc biệt cầu kỳ, bồi tiếp Lưu Phong uống mấy chén. Sau khi ăn tối với, nhờ sự kích thích của rượu, hai người cùng ôm ấp một chỗ, tự mình vuốt ve cho nhau. Lưu Phong cười hỏi, Thanh Nghi, ngày mai ta xuất quân, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Đêm nay, để ta phục vụ con mèo nhỏ của ngươi. Các bạn vừa nghe xong tập 20 của bộ truyện Hy Du Hoa Tùng của tác giả Xích Tuyết tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Nếu bạn không muốn gián đoạn bởi quảng cáo của YouTube khi nghe thì có thể truy cập trực tiếp website truyệnđọcviệt.com để thưởng thức bộ truyện. Đường link truy cập mình để ở dưới phần mô tả. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và theo dõi để giúp kênh phát triển nhé. Xin cảm ơn.